Quản Phương Nghi nhớ lại, nói ra mọi chuyện đã xảy ra. Cả đám người lắng nghe, Lữ Vô Song hơi suy tư, đợi nghe xong lời kể, cả đám người đang suy nghĩ, nàng đã lên tiếng hỏi. Nguyên mập mạp lén lén lút lút, mà có tin chính xác là Lục Thánh đang chuyển từ sáng qua tối, có thể hắn là người trong Lục Thánh phụ trách xử lý chuyện này ở Yên Quốc. Ta biết vì sao hắn lại phải xuất hiện ở Mao Lư Sơn Trang rồi. Mọi người đang nghĩ ngợi, nàng đã hiểu ra mọi chuyện. Như Hữu đạo cũng xin rửa tai lắng nghe, Nói thế nào, ai ngờ Lữ Vô Song lại nhìn chầm chầm về phía Viên Cương, mà Viên Cương đang đợi nàng nói câu tiếp theo, lại bị nàng nhìn chầm chầm như vậy, cảm giác ánh mắt của Lữ Vô Song không thích hợp, làm cho hắn không thoải mái, tranh ánh mắt đó cũng không đúng, không tránh cũng không đúng. Mấy người khác cũng theo ánh mắt của Lữ Vô Song nhìn Viên Cương, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Viên Cương bị lộ rồi, bọn chúng đến để bắt Viên Cương sao? Viên Cương cũng nghi ngờ, hỏi, ta bị lộ rồi sao? Lữ Vô Song nói, ngươi không bị bại lộ vậy ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì trong lòng viên cương nghĩ như vậy nhưng không nói ra khỏi miệng lữ vô song không buông tha hắn không biết ta nói ra ngươi có thể tin hay không viên cương không phản ứng nghiêu hữu đạo vội ho một tiếng nói cứ nói trước nghe một chút lữ vô song không quan tâm đến hắn tiếp tục nhìn chằm chằm viên cương ngươi nói đi có muốn ta nói ra hay không viên cương đạm mạc chỉ nói một chữ nói lữ vô song đáp trả ta nói ngươi sẽ tin sao ba vị còn lại quay đầu nhìn nàng lại quay sang nhìn hầu tử sao cứ có cảm giác không thích hợp chứ viên cương nói tất nhiên nói thật thì chính là thật nói giả thì chính là giả lữ vô song nói lời giải thích trước đó là thật ngươi có tin hay không bây giờ trả lời ta đi quản phương nghi không biết chuyện gì xảy ra nàng không hiểu ra sao chỉ thấy như hữu đạo và vân cơ hai mặt nhìn nhau viên cương nói ngươi đã giải thích chuyện đã qua rồi lữ vô song nói đã giải thích, nhưng ngươi có tin hay không, bây giờ hãy trả lời ta. Viên cương nói, tin thì thế nào, mà không tin thì thế nào, chuyện gì xảy ra, quản phương nghi xem trái xem phải. Vân cơ cười khổ, như hữu đạo thì vươn tay gãi gãi cái chán, thật xấu hổ, hắn phát hiện chỉ cần đôi cầu nam nữ này dính lên, trong lúc này, hắn không biết nên nói giúp ai nữa, thanh quan khó quản việc nhà mà. Viên cương nói, dùng chuyện này để áp chế ta, người thấy có ý nghĩa gì không? Lữ vô song nói, đúng, hoàn toàn không có ý nghĩa, ta nghe lời ngươi, vậy thì nói chuyện có ý nghĩa, từ đó đến nay ngươi vẫn chưa viên phòng với ta, ngươi có ý gì vậy? Sắc mặt viên cương đột biến, rất đặc sắc, biểu hiện trên khuôn mặt rất phong phú, thậm chí có thể dùng chữ kinh diễm để hình dung, rõ ràng bị nghẹn, muốn nói rồi lại thôi, còn phải tranh thủ một chút nhìn phản ứng của ba người khác. Sắc mặt của ba người bên cạnh cũng rất đặc sắc, vì sao lại có cảm giác đến nhầm chỗ thế này? Trời đã sáng, còn sáng nửa buổi, ban ngày ban mặt, thảo luận chuyện này trước mặt bao người, có thích hợp không? Rõ ràng chủ đề nói chuyện lúc đầu rất nghiêm túc, rất chân thành, rất nghiêm trọng, bỗng nhiên cua một phát kinh người, thật quá đáng, nhưng lại làm cho người ta không nói được gì. Nhiều hiểu đạo thật sự rất bất đắc dĩ, lần trước nữ nhân này trời bài này, hắn đã giúp viên cương giấu giếm được, nhưng lần này cũng dùng, có thôi đi đi không, chẳng lẽ cao cao tại thượng đã quen, chơi lưu manh cũng không cần nhìn tình hình nữa sao? Mà hắn xem như đã nhìn thấu, Đời này hầu tử đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay nữ nhân này, nếu như lâu dài như vậy, hầu tử sớm hay muộn gì cũng không chịu nổi, bị nàng ta chơi cho nằm xuống luôn. Viên cương có chút thẹn quá thành giận, nói, Lữ vô song, người đừng quá đáng. Lữ vô song nói, được, người không muốn giải thích, vậy thì không cần giải thích, nếu người cảm thấy quá đáng, vậy ta nghe lời ngươi, lùi một bước. Nhưng ta muốn nói rõ một chuyện, nhìn thái độ ngươi nói chuyện với ta, làm cho ta thấy không hài lòng nếu như muốn ta nói ra cũng được ta có thể nói ra những lời ngươi muốn nghe nhưng như vậy thì ngươi có phải nên nói ra lời mà ta muốn nghe hay không viên cương tức giận hỏi ngươi muốn nghe cái gì lữ vô song nói muốn nghe ngươi nói dịu dàng chút được không viên cương trả lời thật xin lỗi ta không biết nói lữ vô song dùng đạo của người trả lại cho người giọng điệu kịch liệt vang lên thật xin lỗi ta cũng không biết nói cái kia cuối cùng nghiêu hữu đạo cũng phải lên tiếng thật sự là cứ để cho hai người này kéo dài cũng không phải là chuyện tốt, chuyện chính quan trọng, còn phải tranh thủ thời gian nữa, nếu như tiếp tục như vậy, quản phương nhi rời sơn trang lâu thì sẽ làm cho nguyên sắc nghi ngờ. Lữ vô song, ta hiểu tên hầu tử này, hắn là người ăn nói vụng về, không biết nói những lời dễ nghe. Lữ vô song lập tức đánh gãy lời nói của hắn, được, ta cho đạo ra ngươi mặt mũi, lùi một bước, ta chỉ cần nghe hắn nói ra hai chữ là được. Vì sao lại cảm giác có hố chứ? Tính cảnh giác của Ngưu Hữu Đạo rất cao, nhưng do dự một chút, chỉ hai chữ thôi. Là hai chữ nào, tâm tư của nữ nhân này thật là khó hiểu. Hắn suy nghĩ một lúc, thử hỏi, hai chữ nào, Lữ Vô Song nói, các ngươi không cảm thấy hắn mở miệng ngậm miệng gọi ta là Lữ Vô Song quá trói tai sao? Lời dễ nghe thì không nói, các ngươi nói miệng hắn đần, ta nhận, vậy đổi xương hô được không? Sau này hắn gặp ta, chắc chắn phải gọi hai chữ phu nhân. Ta đã bái đường thành vợ chồng với hắn, Yêu cầu này không quá đáng chứ? Viên Cương vô ý thức nắm chặt hai tay, không phải là muốn đánh người, mà là không biết phải biểu đạt điều gì, tóm lại, bây giờ hắn đã hối hận đến xanh ruột rồi, hối hận không nên cưới nữ nhân này. Nưu Hiểu đạo ha ha cười, chỉ có thể làm người khuyên can. Không quá đáng, không quá đáng, ta thay hắn đồng ý, cái kia, có thể nói chuyện chính được không? Lữ Vô Song nói, chẳng lẽ chuyện này không phải là chuyện chính? Đối với ta mà nói thì đây mới là chuyện chính. Các ngươi nhìn thái độ của hắn xem, nắm tay làm gì. Muốn giết ta sao, như hữu đạo hàm hàm hồ hồ nói. Không có chuyện đó, tính tình hắn quá cầu thả, cái kia, ta đảm bảo với ngươi rồi, hay là bây giờ cứ nói chuyện chính trước đi. chương 2144, cỏ đầu tường 1. Lữ vô song chơi liều như vậy, là vì trước đó bị uất ức. Bây giờ ta chỉ muốn nghe hắn kêu một tiếng phu nhân trước mặt mọi người, chuyện này không quá đáng chứ. Quản phương nghi và vân cơ yên tĩnh như gà, quay trái quay phải ngó nhìn đôi mắt lóe sáng chính là dáng vẻ muốn xem trò hay hoàn toàn quên chuyện mao lư sơn trang bên kia đang gấp gáp quá đáng hay không như hiếu đạo cũng xem trái xem phải khó mà mở miệng nói được gì theo lý thuyết thì đúng là không quá đáng nhưng lại bắt viên cương mở miệng nói còn kêu phu nhân trước mặt mọi người nữa đúng là quá khó xử viên cương uất nghẹn quá mức hai tay đốt ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch đến đây một chút như hiếu đạo gọi viên cương phát hiện hắn không nghe nên trực tiếp ra tay giật cánh tay hắn, kéo hắn đến nơi xa xa. "Ngươi sao vậy, muốn làm gì vậy? Lúc trước là ngươi muốn cưới nàng làm vợ, ta còn khuyên ngươi nghĩ thật kỹ, vậy mà ngươi đâu chịu nghe, bây giờ lại tỏ vẻ như chó không ăn cứt như thế, ngươi muốn thế nào mới được? Ngươi nên hiểu rõ, tình thế bất đắc dĩ, hồng nương không ở lại lâu được, nàng phải nhanh chóng quay về, nếu kéo dài thời gian thì nguyên sắc sẽ nghi ngờ." Viên Cương cắn răng, đạo ra, nàng nhân lúc cháy nhà đi hôi của, Nưu Hữu đạo kinh ngạc. Cướp của ngươi cái gì rồi? Nói ra một từ có khó khăn như vậy sao? Mà có khó thì cũng là do ngươi tự tìm, trách được ai? Lùi một bước, không nói thì thế nào chứ? Ta có thể đưa nàng ra cho ngươi đánh một trận rồi cậy miệng nàng. Hay là đánh đến khi nàng chịu mở miệng, vậy thì ngươi đi thử một chút, nàng có danh phận kia nên ta không ra tay nổi, ngươi đi đi. Hắn thuận tay đẩy Viên Cương lảo đảo một cái, ta đi đánh nàng một trận. Viên Cương vừa ổn định cơ thể vừa nhìn về phía Lữ Vô song cách đó không xa hơi ngây người. Trước đó vì đề phòng có chuyện nên bóp cổ Lữ Vô Song là một chuyện, thậm chí có lúc Lữ Vô Song còn làm loạn lên kêu hắn giết nàng đi. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, chuyện đánh vợ như vậy thì hắn không làm được, cho dù đối với hắn chưa tính là đánh vợ, nhưng dù sao, chỉ vì hai người cãi nhau mà hắn lại đi đánh Lữ Vô Song một trận để bắt nàng nói chuyện, như thế nào cũng thấy khó chịu. Tóm lại, dù hắn có nhận Lữ Vô Song là vợ hay không, muốn tự mình dối người thế nào, viên cương đều rất xoắn suýt, thật ra cũng không đến mức, nhưng cứ như vậy mà nói, hắn không thể ra tay được. Nhưng đối mặt với hiện thực, cũng giống như lời Nghiêu Hữu Đạo nói, bọn họ không kéo dài thời gian nổi, Hồng Nương phải nhanh chóng quay về, nếu không bên phủ thành Nam Châu sẽ chết không biết bao nhiêu người, tình hình rất khẩn cấp. Lữ vô song hoàn toàn không phải là một nữ nhân bình thường, cũng không phải là người bắn tên không có đích, vậy mà đi nổi điên lúc này, đúng là quá thông minh, một tay bóp ngay chỗ hiểm của viên cương, làm cho hắn không dễ dụa được. Cuối cùng, viên cương khuất phục, bị người nào đó nắn mềm. Ở một góc độ nào đó, có thể nói viên cương rất bi tráng, lúc trước vì sự an toàn của nhiều người, hắn quyết định cưới Lữ Vô Song, mà bây giờ cũng vì sự an toàn của rất nhiều người, hắn kiên trì từng bước đến gần Lữ Vô Song. Nghiêu hiểu đạo nhìn chằm chằm, trong lòng hơi kéo căng, lo lắng, tên mốc này không thật sự chạy đi đánh Lữ Vô Song một trận chứ. Nghĩ lại, hắn cảm thấy mình lo lắng quá, hầu tử không phải là người có thể làm ra loại chuyện đó, nếu không thì chẳng phải là hầu tử rồi dừng bước lại viên cương chống đỡ đứng trước mặt lữ vô song một nam một nữ không tiếng động rằng co lữ vô song ngẩng đầu nhìn hắn bốn mắt lạnh lẽo nhìn nhau không hề nhượng bộ chút nào viên cương hít sâu một hơi bỗng nhiên quay đầu nhìn sang một bên cứng rắn nói lên hai chữ phu nhân lữ vô song nói ngươi đang gọi ta sao bên kia đâu có ai có phu nhân của ngươi không nghiêu hữu đạo có chút giở khóc dở cười vươn tay gãi gãi cái chán, trong lòng than thở. Vạn sự khởi đầu nan, vừa mở miệng một lần, lần thứ hai cũng không khó như trước nữa. Viên cương nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thẳng nàng, lớn tiếng kêu. Phu nhân, nhưng giọng hắn quá lớn, đủ để hù dọa người khác, lữ vô song trừng lớn hai mắt, gần như có chút tức giận, như hữu đạo nhanh chóng tranh thủ thời gian giảng hòa. Được rồi, nói chuyện chính đi, lữ vô song nhìn về phía hắn, nói, đạo gia, người nói chuyện giữ lời sao vừa rồi ngươi bảo đảm với ta, sau này hắn phải gọi ta như vậy. Ngưu Hữu Đạo thở dài, ta nhớ kỹ rồi, nói chuyện chính đi. Lữ vô song lại nhìn chằm chằm viên cương một lúc, bổ sung thêm một câu. Nhớ kỹ ta là ai của ngươi, chúng ta có quan hệ thế nào với nhau? Một tiếng phu nhân này, ngươi gọi ta, ta nghe thấy, mọi người cũng nghe thấy, trời nghe được, đất nghe được, có trời đất chứng giám, danh phận của ngươi và ta được trời đất chứng giám. Viên cương quay đầu qua một bên, nắm chặt hai tay không nói. Thấy dáng vẻ thà chết không chịu khuất phục của hắn, khóe miệng Lữ Vô Song nở một nụ cười không dễ phát hiện ra, sau đó nhanh chóng biến mất. Quản Phương Nghi và Vân Cơ nhìn thoáng qua lẫn nhau, rõ ràng buồn cười nhưng không dám cười, hai nàng phát hiện tên hầu tử bất khuất này đụng phải khắc tinh rồi. Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lữ Vô Song hỏi: "Đã hết chưa?" Lữ Vô Song lập tức trả lời một câu: "Nguyên mập mạp không phải nhắm vào chúng ta, lần này chỉ là trùng hợp." "Trùng hợp?" Nưu Hữu Đạo không tin, nghi ngờ nói: có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn nghi ngờ bất cứ điều gì liên quan đến hai chữ trùng hợp này. Lữ vô song nói, cũng không hoàn toàn là trùng hợp, muốn trách thì trách các ngươi, là do các ngươi dẫn hắn qua đây. Cả đám người không hiểu rõ, viên cương cũng quay đầu nhìn nàng. Nghiêu hữu đạo nói, xin rửa tai lắng nghe. Lữ vô song nói, trước đó ta cũng không nghĩ ra chuyện gì, nhưng vừa rồi Hồng Nương kể lại mọi chuyện, nói rằng nguyên mập mạp vừa đến, lập tức khống chế người trong Mao Lư Sơn Trang, chưa đến giờ cơm đã bắt chuẩn bị rượu thịt, như vậy thì ta đã hiểu ra. Nguyên mập mạp không nhắm vào chúng ta, mà vì rượu thịt mới đến Mao Lư Sơn Trang, đây là một hiểu nhầm. Cả đám người nhìn nhau, nhiều hữu đạo vẫn nghi ngờ. Vì một bữa rượu thịt, Lữ Vô Song, người đang nói đùa sao? Lữ Vô Song nói, ta không nói đùa, ta đánh nhau nhiều năm với Nguyên mập mạp như vậy, hắn là loại người gì, ta hiểu rất rõ. Ăn uống có thể xem là đam mê của hắn, nhưng nếu vì một bữa ăn mà cần nhiều người như vậy thì không đúng, có thể là thuận tiện đi qua một chuyến. Nên ta đoán rằng, hắn vốn dĩ đến Yến Quốc để tỏa chấn. Vì hắn vừa vặn ở Yến Quốc, mà bên ngoài lại có lời đồn rượu thịt ở Mao Lư Sơn trang nổi danh khắp thiên hạ, nên hấp dẫn nguyên mập mạp đến cũng là chuyện bình thường. Căn cứ vào lời của Hồng Nương, ta dám khẳng định điều này hơn, mà hòa thượng phụ trách ẩm thực kia tên là gì nhỉ? Quản Phương nghi trả lời, "Viên Phương." Lữ Vô Song nói tiếp, "Viên Phương, đúng vậy." Căn cứ vào lời của Hồng Nương, phản ứng của tên viên phương này và sự hiểu biết của ta về nguyên mập mạp. Hắn phong tỏa Sơn Trang chỉ vì một bữa rượu thịt mà thôi, bây giờ đã thả người ra mà nguyên mập mạp lại không rời đi, nói rõ ràng rượu thịt của Mao Lư Sơn Trang hợp với khẩu vị của hắn, mà hắn còn phải tỏa chân Yến Quốc nên tạm thời không có ý muốn rời đi. Chờ đến lúc hắn đi, tên viên phương kia, có lẽ các ngươi không giữ được hắn nữa rồi. Nếu hợp với khẩu vị của nguyên mập mạp, chắc chắn hắn sẽ dẫn viên phương đi luôn, bởi vì hắn không thể chỉ vì một bữa ăn mà lúc nào cũng chạy đến Mao Lư Sơn Trang được, sau này viên phương sẽ phải đến đại nguyên thánh địa hầu hạ nguyên mập mạp ăn uống. Từ lời nói của Hồng Nương và phản ứng của viên phương, chắc chắn tên viên phương này đã đầu phục cho nguyên mập mạp. Nguyên mập mạp để mắt đến hắn, viên phương không có sự lựa chọn. chương 2145, Cỏ đầu tường 2 Hình như quản phương nghi nghĩ ra cái gì, trợn mắt nói. Được lắm viên phương, đúng rồi, ta còn nói bình thường con lừa chọc này khom lưng uốn gối với ta, sao bỗng nhiên lại trở nên đắc ý như vậy? hóa ra là trèo lên cành cao. đạo gia nàng nói không sai, ngài cũng biết viên phương có tính tình thế nào rồi đấy, chắc chắn là tìm được chỗ dựa. lúc đầu nghiêu hữu đạo còn nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc lữ vô song dựa vào viên phương để phán đoán, lại có hồng nương xác nhận, hắn đã tin rồi. xem ra chuyện này chỉ là ngoài ý muốn. viên phương là hạng người gì, đám người nghiêu hữu đạo hoa hiểu rất rõ cái thằng kia đi làm cỏ đầu tường cũng rất bình thường, không hề làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Viên cương nổi giận, hắn căm ghét nhất là phản đồ, nắm chặt hai tay. Ba ngày không đánh lên nóc nhà lật ngói. Hồng Nương, người nghĩ biện pháp dẫn viên phương ra ngoài, ta xử lý hắn. Ai cũng hiểu, hắn xử lý viên phương thế nào, viên phương thường xuyên bị viên cương đánh đập, chỉ là bây giờ sẽ nặng hơn lúc trước mà thôi. Nghiêu Hữu đạo xua tay, không cần tức giận, viên phương phản bội chúng ta, không hề có chút ngoài ý muốn nào. Nếu gặp chuyện thế này, hắn không phản bội thì ta mới cảm thấy kỳ lạ. Cũng vì vậy, từ trước đến nay ta chưa bao giờ cho hắn tiếp xúc điều cơ mật gì. Trong ngoài Mao Lư Sơn Trang đều biết, viên phương chỉ làm đôi ba việc vặn, miễn cho người khác ra tay từ chỗ hắn. Tiếc rằng người tính không bằng trời tính, tên này lại bị nguyên sắc để mắt đến, chắc chắn sẽ rơi vào tay nguyên sắc rồi. Hắn lại nhát gan, nếu như rơi vào tay người khác thì chưa chắc đã dám bán thứ gì, tiếc là rơi vào tay loại người như nguyên sắc. Có nguyên sắc làm chỗ dựa, hắn sẽ không phải kiêng dè gì nữa, chuyện này có chút không ổn. Mặc dù lão hùng này không biết cái gì, nhưng trước đây hắn đã từng tham gia vào một chuyện không nên biết. Được nhắc nhở, bỗng nhiên quản phương nghi giật mình một cái. Không ổn, viên phương từng đi vào địa mộng huyến giới, biết ngân nhi chính là thánh la sát, hắn cũng biết ngân nhi trở về. Nếu như hắn bán ngân nhi đi, mà nguyên sắc cũng vì bắt ngân nhi mới đi vào nhân gian, nàng chỉ tay vào lữ vô song, nếu như nguyên sắc biết Ngân Nhi là thánh la sát, tất nhiên Mao Lư Sơn Trang sẽ không thoát khỏi chuyện này. Đạo gia, khó mà lượng được hậu quả, nghe những lời này, mọi người đều nghiêm túc, viên cương nói, đạo gia, có lẽ bây giờ còn kịp, ta đi diệt đám cỏ đầu tường kia. Lữ vô song lo lắng hắn làm loạn rồi xảy ra chuyện, lập tức cảnh cáo. Có lẽ người ta đã bán tin, nên đã bày lưới sắn, nếu bây giờ ngươi chạy đến thì có thể là tự chui đầu vào lưới cho dù thế nào đi nữa nàng đều không mong viên cương xảy ra chuyện nếu mà thành quả phụ thật vậy thì nàng dùng nhiều tâm tư để gả cho hắn cũng trở thành uổng phí hết. Như hữu đạo nghĩ ngợi rồi khẽ lắc đầu ta hiểu rõ viên phương hắn nhát gan lại có xuất thân là kim vương hùng nên làm cho hắn có thói quen giữ vững bí mật nếu có bí mật gì cũng chỉ giấu một mình. cho dù hắn làm cỏ đầu tường nhưng nhiều năm như vậy các người thấy hắn tùy tiện tiết lộ ra bí mật gì không? cho dù lúc trước muốn đầu nhập vào tử kim động hắn cũng không hề nói lung tung gì. Tất nhiên, có nguyên sắc làm chỗ dựa, sợ là cái miệng của hắn đã không chắc chắn. Nhưng nếu không chiếm được lợi lộc gì, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dưới tình huống không chắc rằng mình có thể rời khỏi Mao Lư Sơn Trang hay không, hắn sẽ do dự, không dám nói ra điều gì. Chỉ cần nhìn vào sự vinh vang đắc ý lúc hắn nói chuyện với Hồng Nương, chúng ta có thể thấy được hắn chưa nói lung tung gì cả. Nếu như bí mật bị lộ ra, nguyên sắc đã trực tiếp hành động, không để cho viên phương đánh cỏ động rắn, làm cho Hồng Nương phát hiện ra điều khác thường. Mà viên phương còn vinh vang đắc ý với Hồng Nương, có thể nói rõ bây giờ còn an toàn. Cả đám người nghe vậy thì khẽ gật đầu, Lữ Vô Song nhíu mày, nói. Đến cùng thì người nghĩ thế nào? Người này không đáng tin như vậy, lại biết hắn là cỏ đầu tường, vậy mà còn dám giữ bên người. Sao không xử lý hắn từ sớm, đề phòng có hậu hoạn? Nghiêu hữu đạo ung dung không vội, nói. Giang hồ cưới ngựa, gió cũng được, mưa cũng được ghét bỏ cái này nếu mà ghét bỏ cái này cái kia vậy thì đừng đi ra ngoài nữa ai đánh cờ lại ngại quân cờ nhiều chữ ta giữ lại hắn tất nhiên có chỗ thích hợp để dùng từ lúc ta sáng lập ra mao lư sơn trang có lẽ sẽ có người dám phản bội sơn trang nhưng lại chưa chắc đã dám phản bội lại ta người không phải là thánh hiền ai có thể chắc chắn rằng mình không đi sai đường huống chi là cái tên viên phương nhát gan đó ta cho phép hắn phạm sai lầm mà biết sai rồi sửa cũng là chuyện đương nhiên ta bắt hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây. Nếu như ngay cả hắn ta cũng không xử lý nổi, vậy thì đừng đi ra ngoài lăn lộn nữa. Hắn quay đầu nói với quản phương nghi, viên phương hầu hạ mọi người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng cũng có khổ lao. Đều là người một nhà, không cần thiết phải chém chém giết giết. Giã hòa thượng kiên niệm sai kinh, các người lệ khí quá nặng, không thích hợp sửa chữa, để ta tự mình ra tay đi. Người suy nghĩ biện pháp dẫn hắn ra ngoài, ta gặp hắn một chút, sửa sai lầm cho hắn cả đám người hiểu rõ đạo ra muốn lộ mặt với viên phương lữ vô song nhìn ngưu hữu đạo mặc dù nàng hiểu được ý trong lời nói của hắn nhưng vẫn cảm thấy lo lắng bởi vì chuyện rất đơn giản với viên phương mà nói một bên là nguyên sắc một bên là ngưu hữu đạo chọn bên nào là một chuyện rất đơn giản ngay cả ngưu hữu đạo còn không dám lộ mặt với nguyên sắc muốn đi cũng phải lén lút tên viên phương này sẽ nghĩ thế nào chứ nàng không tiếp xúc lâu với người trong mao lư sơn trang nên lo lắng cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với ba người quản phương nhi, bọn họ hiểu tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, toàn bộ Sơn Trang này chỉ có nghiêu hữu đạo là có thể chấn nhiếp được, mà dù quản phương nhi hay viên cương cũng không đủ làm cho tất cả mọi người đều tin phục được. Bây giờ dù quản phương nhi là đương gia, mà tình hình trên dưới Mao Lư Sơn Trang bây giờ, ít nhất là có thể bình yên dưới sự ảnh hưởng của Thương Triều Tông và Tử Kim Động. Viên phương nói phản liền phản, có thể thấy được quản phương nhi không có lực uy hiếp gì với viên phương. Có lẽ viên phương sợ viên cương, đó là do bị viên cương đánh cho sợ, là bởi vì cảm thấy mình không thắng được viên cương, mà không phải là tâm phục khẩu phục. Lúc trước ở tử kim động, dù là viên cương ở đó, viên phương vẫn bỏ lên tử kim động làm cỏ đầu tường, chuyện đó có thể chứng minh được. Nhưng đổi lại là nghiêu hữu đạo ở đó, chắc chắn viên phương không dám đầu nhập vào tử kim động. Cho dù nghiêu hữu đạo không ở đó, chỉ cần biết hắn còn sống, viên phương đều phải thành thật, đó chính là lực uy hiếp lớn mạnh mà Ngưu Hữu đạo tạo ra cho mọi người trong Mao Lư Sơn Trang. Đám người Viên Cương đều biết, chỉ cần đạo gia chịu lộ mặt, Viên Cương không nhảy nhót được gì, cũng không có vấn đề gì nữa. Được, quản Phương nghi gật đầu đồng ý, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: Có lẽ không cần suy nghĩ nhiều, vì Viên Phương sẽ phải đi đến các phiên chợ chọn mua thức ăn đưa vào Mao Lư Sơn Trang, dễ dàng tìm được hắn. Ngưu Hữu đạo nói: không phải là Mao Lư Sơn Trang có thuê tiểu thương đưa nguyên liệu nấu ăn đến tận cửa sao?" Quản Phương nghi nói, bỗng nhiên có nhiều người như vậy, số lượng sẽ không đủ để nấu ăn. "Từ lúc ta phát hiện Viên Phương không thích hợp, nên để ý quan sát hắn, nghe được hắn nói với các tăng chúng trong Nam Sơn tự, xem ra bây giờ tên này muốn biểu diễn chủ nghệ của mình trước mặt Nguyên Sắc, nên chắc chắn muốn tự mình đi chọn nguyên liệu nấu ăn." Ngưu Hữu Đạo nói, "Ngươi về thành trước đi, bố trí tốt mọi thứ, sau đó chúng ta vào thành đợi tin của ngươi." Quản Phương Nghi gật đầu, nói, được, chương 2146, gặp trong phiên chợ. Nghiêu Hữu Đạo nói, còn nữa, bây giờ Vân Cơ có chui vào Sơn Trang được không? Quản Phương Nghi trả lời, sợ là sẽ nguy hiểm, những người đó canh gác rất nghiêm ngặt, nếu đi vào thì dễ bị phát hiện, ta không đề nghị, quá mạo hiểm. Nghiêu Hữu Đạo nói, nếu chui vào mật thất thì sao? Quản Phương Nghi ngạc nhiên, nói, muốn chơi dưới chân đèn tối. Nghiêu Hữu Đạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, không biết nguyên sắc muốn rời đi lúc nào, để phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ta phải làm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, điều động người đến đây. Bây giờ phải nghĩ cách lấy được kim xí từ trong sơn trang ra ngoài, người xem có thể bí mật đưa những kim xí liên lạc cơ mật kia vào mật thất không, sau đó gọi vân cơ đi lấy. Quản phương nghi suy nghĩ một chút, nói, được, ta sẽ nghĩ cách, như hữu đạo gật đầu, nói, đi thôi, cẩn thận một chút, quản phương nghi cứ vậy mà đi, mà bên này cũng bắt đầu sắp xếp để đi vào thành nghe được Ngưu hữu đạo chỉ dẫn theo viên cương để cho mình và lữ vô song đứng bảo vệ ngân nhi vân cơ hơi lo lắng nói hay là để hầu tử ở lại ta đi chung với ngươi lỡ may viên phương đã bán đứng bên mình nguyên xác làm bẫy dập trong thành sợ rằng ngươi và hầu tử khó mà thoát được nàng nói như vậy tất nhiên là có bản lĩnh chạy thoát được Ngưu hữu đạo nói muốn đặt bẫy thì không có nhiều khả năng muốn dẫn hầu tử đi cũng có nguyên nhân ngươi đưa chúng ta vào thành nếu che giấu tốt còn được nhưng lỡ may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người phải nhớ kỹ, lập tức làm cho Ngân Nhi tỉnh lại, chọc giận nàng. Như vậy dù hai chúng ta có rơi vào tay nguyên sắc, hắn cũng muốn biết rõ mọi chuyện, nên sẽ không giết chúng ta ngay. Có Ngân Nhi đối phó với nguyên sắc, dùng thực lực của ngươi cũng có thể cứu được chúng ta ra ngoài. Vân cơ nghĩ lại thì cảm thấy đúng, nếu hắn đã tính toán đường lui ổn thỏa, không phải làm việc bậy bạ, nàng cũng gật đầu yên tâm. Lữ vô song lại nhìn không được nhìn thêm như hữu đạo, phát hiện vị này đảo mắt đã tính toán được nhiều như vậy, chỉ cần dựa vào tốc độ phản ứng của đầu óc, đúng là có năng lực để liếm máu trên đầu lưỡi đao, người có thể sống sót khi toàn bộ tu chân giới đều muốn cạo chết hắn, đúng là không tầm thường. Tiếp xúc càng lâu, càng có thể cảm nhận được chút gì đó. Xe ngựa đi trên đường, lúc đi qua vương phủ canh phòng nghiêm mật, viên phương hơi đẩy màn che cửa nhìn ra một chút. Thả rèm cửa sổ xuống, hát, hắn nhịn không được thở dài một tiếng trong lòng, hôm qua, sau khi hết hưng phấn, tỉnh táo lại, viên phương lại âm thầm lo lắng trong lòng, cũng vì Ngân Nhi. Hắn biết thân phận thật sự của Ngân Nhi chính là Thánh La Sát, có nên nói bí mật này cho nguyên sắc hay không, trong lòng viên phương rất xoắn suýt. Viên phương không ngốc, đương nhiên biết điều này có ý gì, Mao Lư Sơn Trang bị cuốn vào trong chuyện này, nếu muốn giữ bí mật mà nói, đừng nói là Mao Lư Sơn Trang, chỉ sợ toàn bộ vương phủ cũng bị huyết tẩy, thậm chí là toàn bộ thế lực phe phái của Nam Châu cũng xong đời mặc dù hắn đã từng làm qua không ít chuyện giết người phóng hỏa nhưng ít nhất vẫn tự cho mình là người xuất gia nếu làm hại tính mệnh của nhiều người như vậy máu chảy thành sông không dám đối mặt với phật tổ mất quan trọng nhất là có rất nhiều người trong đó có quan hệ với hắn có nhiều người đối xử không tệ với viên phương ví dụ như quận chúa xấu kia trong lòng hắn không yên nổi nhưng nếu hắn không nói lỡ may ngày nào đó nguyên sắc phát hiện ra sợ là một người trong nam sơn tự cũng đừng hòng mà trốn thoát đầu phục nguyên sắc sau này chính là người của nguyên sắc nên giúp bên nào hắn còn phải nghĩ gì nữa sao trong đầu của viên phương luôn suy nghĩ về chuyện này xe ngựa đi đến phiên chợ hắn bỗng nhiên hồi thần lại viên phương đội mũ thường chui ra khỏi xe ngựa hai hòa thượng cũng đổi trang phục người thường nhảy xuống xe đứng sau lưng hắn phiên chợ rất náo nhiệt nhìn thấy không khí vui vẻ này viên phương hít sâu một hơi bước vào hắn cứ làm tốt nhất chuyện trước mặt muốn hầu hạ thánh tôn viên phương không thể làm loa qua được hai tên đệ tử nam sơn tự mỗi người có một gái sọt đi theo sau hắn. Đối với nguyên liệu nấu ăn lần này, viên phương tự mình đi chọn lựa, mua các loại nguyên liệu chay mặn tươi mới. Lần này đúng là rất hiếm có, hắn không hề mặc cả giá, bởi vì có tâm sự, bình thường hắn luôn là kẻ có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, cùng lắm mới móc tiền túi ra. Mắt thấy nửa buổi sáng đã trôi qua, hắn chuẩn bị quay đầu về phủ, một tên tiểu nhị từ bên gian hàng chạy ra, gào to ở bên đường. Lâm sản tươi mới khó gặp, thịt rừng tốt nhất, mau mau đến xem. Viên Phương vừa đi ngang qua sừng sốt một chút, bước lên hỏi thăm. Cái gì cũng có sao? Tiểu nhị nói, cần cái gì cũng có, ngài vào xem đi, đảm bảo hài lòng. Ừm, Viên Phương hất cằm, ra hiệu dẫn đường. Cũng không cần đi lâu, cửa hàng ngay trong phiên chợ, tiểu nhị dẫn ba người đi vào. Bước vào cửa hàng, Viên Phương nhìn đông nhìn tây, tiện tay thả hoa quả khô trở về, nhìn quanh một lúc rồi nói. Chỉ có những thứ này thôi sao? Tiểu nhị vội nói, phía sau, phía sau còn có, mời quý khách ra phía sau đồ đều đặt ở sau đó còn chưa kịp đưa ra viên phương vung hai tay áo lên nghênh ngang đi vào bên trong trên kệ hàng bày ra nhiều loại lâm sản rực rỡ muôn màu viên phương bước vào quét mắt nhìn một lượt tỉnh táo cười ha ha nói rất xem trọng phần trưng bày sau đó mới dẫn theo hai đệ tử nam sơn đến gần kệ hàng để xem xét lúc đi đến gần cánh cửa bên kệ hàng vừa xoay người nhìn các nguyên liệu nấu ăn cửa nhỏ bên cạnh hắn bỗng nhiên mở ra Viên Phương quay đầu, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, một cánh tay bỗng nhiên dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tai bóp cổ hắn, suýt chút nữa bóp đứt cổ Viên Phương, ngay cả rên cũng không rên nổi, bị xét vào phòng như một con gà con. Cửa nhanh chóng mở ra, lại nhanh chóng đóng lại, người bên ngoài biến mất trong nháy mắt. Người nào, Viên Phương bị thả ra, hắn thở dốc mở miệng, tiếng nói như bị kẹt ở cổ, Viên Phương trừng lớn hai mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt hiện lên sự khó thể tin nổi. Ở trước mặt viên phương không phải là người xa lạ gì, đó là viên cương với một khuôn mặt lạnh lẽo. Màu da có thay đổi, nhưng người thì không, viên phương cực kỳ quen thuộc với hành động của hắn, cái khí thế kia giống như đúc với lúc viên cương muốn trừng trị hắn, mỗi lần viên cương có dáng vẻ này, chính là lúc hắn bị xui xẻo. Đối với người này, hắn có ấn tượng thật sâu, sao có quên được, sao có thể nhận nhầm người được. Viên viên viên, viên gia viên phương lắp ba lắp bắp nói, không phải là ngươi ngươi ngươi. Không hề còn sự đắc ý giống như lúc đối mặt với quản phương nghi, hắn từng bị vị trước mặt này đánh cho sợ, trong tiềm thức còn có sự sợ hãi. Hai vị, vị khách quý kia có việc, ngoài cửa vang lên tiếng của tiểu nhị, hai đệ tử Nam Sơn tự phát hiện chủ trì mất tích, lại nghe được một tiếng kêu của Viên Phương, lập tức chạy đến ngoài căn phòng này, muốn vào xem, nhưng lại bị tiểu nhị ngăn cản lại. Ở trong phòng, ánh mắt của Viên Phương chợt sáng lên, vừa nghĩ, bây giờ hắn có nguyên sắc làm chỗ dựa, cần gì phải sợ những người này? sự kinh hãi trong người lập tức biến mất, ngược dần dần ưỡn lên. Nhưng không ngờ viên cương lại vươn tay bóp cổ hắn, thuận tiện dẫm mạnh lên chân sau, nhấn cho hắn quỳ trên mặt đất. Viên phương muốn giấy dụa, kết quả không giấy dụa còn đỡ, trong đôi mắt hiện lên sợ hoảng sợ tột độ. Trước đây hắn thường xuyên đánh nhau với viên cương, thực lực giữa hai người không chênh lệch nhiều lắm, đó cũng là lực lượng làm cho hắn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Lúc bị túm chặt ở ngoài cửa, viên phương còn tưởng rằng mình sơ suất nên mới bị đánh lén, nhưng bây giờ dùng hết pháp lực dẫy ruộng mới phát hiện ra, viên cương vẫn trầm ổn như núi, muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay, lập tức hoảng sợ. chương 2147, viên phương, lá gan ngươi không nhỏ. Bị bóp cổ nên không thể mở miệng xin tha được, ánh mắt hắn vừa đảo quanh, lập tức phát hiện trong phòng còn một người ngồi ở chỗ tối, đang chậm rãi pha trà ngồi uống, không hề hứng thú chút nào với chuyện xảy ra trước mắt. Hắn biết người này là vương khiếu tùy tùng của vân cơ. Chủ trì, chủ trì, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của đệ tử Nam Sơn Tự và tiếng ngăn cản của tiểu nhị. Viên cương thả viên phương ra, túm lấy gáy của hắn, sách lên, sau đó nghiêng đầu ra hiệu về phía cửa, ý bảo viên phương giải quyết phiền phức bên ngoài. Ý cảnh cáo trong mắt viên cương rất rõ ràng, cường độ bóp gáy viên phương cũng tăng mạnh, nói rõ cho hắn biết, nếu làm loạn, cẩn thận mạng nhỏ không giữ được. Viên phương lại liếc mắt nhìn người trong góc phòng, viên cương xuất hiện, vương khiếu của Sơn Trang cũng xuất hiện ở đây, Điều này làm hắn ý thức được đây là một âm mưu, sẽ không để cho hắn có cơ hội chạy thoát. Viên Phương ngược lại rất biết thời thế, trên mặt nở một nụ cười thật tươi, khom lưng cúi đầu với hai người, sau đó hô lên với người ngoài cửa. Lao nhau cái gì vậy? Tiếng đập cửa bên ngoài ngừng một chút, sau đó một đệ tử hỏi. "Chủ trì, ngài không sao chứ?" Viên Phương nói, "Không sao cả, ta gặp được người quen cũ, ôn chuyện một lúc, các ngươi ra ngoài trước đi, đi ra ngoài cửa hàng chờ ta." đệ tử bên ngoài vẫn có chút nghi ngờ. Chủ trì, ngài không sao thật chứ, ngài ra mở cửa cho chúng ta nhìn một chút, cũng làm cho chúng ta yên tâm. Vương khiếu ngồi trong góc phòng cười, không hổ danh là hòa thượng Nam Sơn Tự, hòa thượng có xuất thân từ thổ phỉ giết người cướp của, dùng thủ đoạn thế này cũng không lừa gạt được, vẫn cảnh giác. Hắn giơ tay, ra hiệu với viên cương, lúc này viên cương mới thả viên phương, ra hiệu cho hắn ra ngoài nói rõ ràng. Để cho mình ra ngoài, viên phương cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn viên phương, lại nhìn dáng vẻ cao thâm kia của vương khiếu, sao viên cương lại nghe lời vương khiếu vậy? Trong lòng nghi ngờ không thôi, ngoài mặt vẫn cười tươi cúi đầu khom lưng, sau đó mở chốt cửa ra. Cửa phía sau đóng lại, viên phương quay đầu lại nhìn, trong lòng do dự, chạy, có nên chạy hay không? Chủ trì, ngài không sao chứ? Hai đệ tử vẫn còn lo lắng, không có việc gì, viên phương buồn bực trả lời một câu, do dự mãi về sau, rõ ràng đối phương không hề sợ hãi, giống như biết hắn không dám chạy hắn ho nhẹ một tiếng nói lăn tăn cái gì kêu các ngươi ra ngoài chờ không nghe thấy sao một đệ tử hỏi chúng ta lo ngài xảy ra chuyện mà một đệ tử khác nhìn cánh cửa đóng chặt thử hỏi một câu bên trong là ai vậy viên phương nói hỏi nhiều như vậy làm gì ra ngoài chờ đi thấy hắn vẫn tự do như thường giống như không có chuyện gì hai đệ tử cũng yên lòng đi ra bên ngoài tiểu nhị ở bên cạnh gật đầu với viên phương sau đó đi theo hai đệ tử vừa đi còn cười ha ha nói hai vị ta đã nói là không có chuyện gì mà đúng không ta sao lại lừa các ngươi chứ mà viên phương ở lại thì có chút phiền muộn không yên cửa phòng lại lặng yên mở ra một lối vừa đủ cho một người đi vào nó dùng phương thức yên lặng kia mời khách đi vào trong lòng viên phương vẫn còn xoắn suýt chạy lại không dám chạy cuối cùng vẫn kiên trì đi vào người vừa vào viên cương ở phía sau thuận tay đóng cửa bình thường thì viên phương không có giao tình gì với vương khiếu lại thêm dáng vẻ hờ hững ngồi uống trà kia hắn đành phải quay người lại cúi đầu khom lưng với viên cương viên ra ngài sao lại không phải ngài không phải ngài ánh mắt hắn nhìn vào hai cánh tay viên cương nghe lời đồn hình như người này đã bị chặt một cánh tay chẳng lẽ viên cương này là giả mạo nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống buộc viên cương không nói thêm lời nào đánh một phát vào bụng đối phương đôi mắt của viên phương chừng lớn Cả người còn chưa kịp bay ra ngoài, đã bị Viên Cương túm cổ lôi về, thuận thế quét ngang một chân, ầm. Phốc, Viên Phương phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay, cuối cùng còn bị kéo xuống. Đợi đến lúc tỉnh táo lại, cả người đã nằm trên mặt đất, Viên Cương hung hăng dẫm chân lên lưng hắn, không bỏ dậy nổi. Cảm giác choáng váng mãnh liệt làm cho Viên Phương dùng sức lắc đầu, lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn từng đợt, cả người đau nhức như bị xé rách, khí tức hỗn loạn chảy ra từng đợt máu tươi. Cảm giác này đúng là muốn chết làm cho viên phương sợ hãi cầu xin tha thứ. Viên gia, viên gia, sẽ chết người đấy. Người phiêu phiểu các đang ở trong sơn trang, nếu như ta không trở về kịp, các người cũng sẽ gặp phiền phức. Hắn thật sự rất sợ hãi, trước kia hắn còn có thể phản kháng trên tay viên cương, còn lần này giống như bị ngược lên chơi vậy. Viên phương mãnh liệt cảm giác được, thực lực của viên cương đã tăng mạnh, ngay cả tư cách đánh nhau cũng không còn nữa. Bây giờ còn dùng phiêu miểu các để uy hiếp, ánh mắt viên cương trở nên lạnh lẽo, Muốn ra tay nặng hơn nữa, nhưng người trong góc lại lên tiếng. Được rồi, không cần nữa, nếu đánh hắn chết thì sao quay về được, lúc này Viên Cương mới thả lỏng nắm đấm, nhấc chân khỏi lưng Viên Phương. Viên Phương nằm trên mặt đất ngây ngẩn cả người, từ từ quay đầu nhìn Vương Khiếu trong góc, có phải hắn bị đánh đến mức bị ảo giác rồi, giọng nói kia sao quen tai như vậy chứ? Giống như là, hắn nghi ngờ mình có nghe nhầm rồi không. Vương Khiếu bưng chén trà lên, cả người thả lỏng dựa vào ghế, cười như không cười nhìn hắn. Khi Pháp ổn định khí tức, viên phương bò lên, nhìn viên cương một chút, ý thức được nơi này có thể là do vương khiếu làm chủ, hắn nuốt ngụm máu tươi trong miệng, cung kính không người nói. Vương tiên sinh, sao ngài cũng ở đây, vương khiếu không chơi với hắn, cũng biết hắn phải chạy về mua đồ ăn cho người trong sơn trang, nên không ở đây quá lâu được, nhấc tay lột mặt nạ trên mặt xuống, tiện tay ném mặt nạ lên bàn trà, trên mặt khẽ cười, uống trà. Viên phương chừng hai mắt, quên đi khó chịu trong nháy mắt, hắn như gặp phải quỷ, mạnh mẽ quay về phía viên cương, sau đó lại quay đầu nhìn người đang uống trà trước mặt, cuối cùng hiểu ra cái gì, miệng run rẩy nói. Đạo đạo đạo, đạo 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 ra, người kia cũng lộ mặt, ngoài nghiêu hữu đạo thì còn là ai nữa, viên phương nằm mơ cũng không ngờ rằng mình có thể thấy nghiêu hữu đạo ở đây. Cảm giác hai chân nhũn ra trong nháy mắt, nếu đối mặt với viên cương thì chỉ sợ hãi bị đánh, nhưng với vị trước mắt này thì không rõ cảm giác, dù sao vị này chưa làm chuyện thô bạo gì, luôn ôn hòa, nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác mình không giấu được bí mật gì. Chỉ cần vị này không chết, ngồi ở đây thôi, hắn đã cảm thất thật luống cuống rồi. Đủ loại chuyện lúc trước thì không cần nói, chỉ cần biết rằng người này dẫn đầu đi đến thánh cảnh đối nghịch với phiêu miểu các, người ta đều nói hắn chết rồi, nhưng thực tế vẫn còn cười tủm tỉm ngồi ở đây, dù là ai cũng phải ước lượng một chút. Quan trọng nhất là, hắn làm nhiều việc trái với lương tâm. Trước đó từng nguyền rủa vị này ở tử kim động, muốn đầu nhập vào tử kim động, ngay cả viên cương cũng biết chẳng lẽ vị này không biết sao còn có không lâu trước đây hắn đứng trước mặt nguyên sắc nguyền rủa vị này còn không cho quản phương nghi sắc mặt tốt chuyện vừa qua không lâu vị này đã xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi sao không giống với viên cương tức lên thì đánh một trận là được vị này một là không so đo hoặc là giết người không thấy máu mỉm cười ôn hòa thôi là đã làm cho người ta có áp lực thật lớn rồi nghiêu hữu đạo thả chén trà trong tay xuống nói viên phương đã lâu không gặp, cũng không thật sự lâu lắm, đôi khi cũng có thể gặp được vài lần. Khóe miệng viên phương có quắp một chút, sau đó mới kịp phản ứng, hóa ra vương khiếu bên người vân cơ chính là đạo gia, hóa ra đạo gia luôn ở Mao Lư Sơn Trang. Hồng Nương có biết chuyện này không? Chuyện ngày hôm qua, có phải Hồng Nương đi cáo trạng rồi không? Hắn nghĩ thật nhiều, nuốt nuốt nước miếng khô, giọng nói rung động. Đạo gia, không phải ở thánh cảnh ngài đã, đã, chương 2148, áp lực gia tăng mãnh liệt một. Nghiêu hữu đạo nói, đã làm sao, ngươi muốn nhìn ta chết sớm hay gì, ta còn sống ngươi không vui sao. Viên phương cuống quyết xua tay, không có, không có, ta ngày đêm cầu phúc với Phật tổ, ông trời có mắt rồi. Nghiêu hữu đạo vung tay áo, đánh gãy, nghe Hồng Nương nói, ngươi nói để nàng tự giải quyết cho tốt, còn nói cái gì mà không muốn làm khó nàng. Hình như trong lời nói của ngươi có hàm ý gì đó, giải thích cho ta nghe một chút đi, Viên phương vội vàng lắc đầu, nàng nghe nhầm, chắc chắn là nghe nhầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Ngưu hữu đạo nói, nếu là hiểu lầm, vậy thì không nhắc đến nữa, nghe nói trong sơn trang có một đám người đến, đó là những người nào. Sắc mặt của viên phương biến đổi trong nháy mắt, là người phiêu miểu các, hồng nương cũng biết, là người phiêu miểu các. Ngưu hữu đạo bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, làm cho cả người viên phương không được tự nhiên. Viên phương, người đi theo ta hơn 10 năm rồi, có vài việc nhỏ, từ trước đến nát ra không so đo với ngươi, bởi vì ta luôn nghĩ chúng ta là người một nhà. Nhưng hôm nay xem ra, giữa chúng ta ngày càng xa lạ, cũng được, ngươi đã đi theo ta nhiều năm vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ta không muốn làm khó ngươi nữa. Hắn đưa tay chỉ về phía cửa, cửa ngay sau lưng ngươi, nếu muốn mỗi người một ngả, bây giờ ngươi có thể đi, ta nói là không làm khó ngươi thì sẽ không làm khó. Muốn đi hay ở, hôm nay ngươi chọn đi. Hầu tử, mở cửa. Viên cương quay người đi đếm cửa ra vào, mở chốt cửa, mở rộng cửa của căn phòng. Đi, sắc mặt viên phương đặc sắc, quay người đi ngay trước mặt đạo gia, như vậy thì sau này mỗi người đi mỗi ngả sao. Nhưng thật sự là không nhấc nổi chân, viên phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tỏ vẻ tuyệt đối trung thành, nói. Đạo gia, ta không nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả. Ta không đi, như hữu đạo nói, chắc chắn, thật sao, thật sự có quyết định cuối cùng. Viên phương nghiêm mặt nói, không đi nghiêu hữu đạo nói mỗi người một ngả cũng chẳng sao quy định của mao lư sơn trang không quản nổi ngươi nếu ngươi chọn ở lại thì phải tuân theo quy định ai dám làm bậy đừng trách ta không nương tay đó chính là ngươi tự mình chọn không phải ta ép ngươi ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nghĩ kỹ rồi nói người đến sơn trang là ai ta muốn nghe lời nói thật trong lòng viên phương vẫn dãy dụa thử trả lời một câu nguyên xác nghiêu hữu đạo khẽ nâng cầm viên cương lập tức đóng cửa lại thế là ngươi muốn đầu phục vào nguyên mập mạp sao nghiêu hữu đạo nhàn nhạt hỏi một câu thấy hắn không có chút ngoài ý muốn không có chút giật mình viên phương lập tức ý thức được đối phương đã sớm biết là nguyên sắc chính vì vậy viên phương suýt chút nữa kinh hãi đến chảy mồ hôi lạnh ướt cả người may mà hắn không nói dối cuống quyết phủ nhận không có ta không có cuối cùng nghiêu hữu đạo đứng dậy bước đến trước mặt hắn bình tĩnh nói viên phương lá gan của ngươi không nhỏ dám loa qua với ta Ngươi quên là ta từng đi vào thánh cảnh rồi xếp, có tên cửu thánh nào mà ta không biết, ngươi nghĩ rằng vì sao nguyên sắc lại đến Mao Lư Sơn Trang. Ta biết đam mê của hắn, hắn muốn ăn ngon, mà lúc này nguyên sắc phải đến tỏa chân Yến Quốc, ta cố ý dẫn hắn đến đây, mục đích là để cho ngươi đi theo bên người hắn. Viên phương trường lớn hai mắt trong nháy mắt, ngươi nghĩ trường tôn di và mục liên trạch chết thế nào? Cửu thánh đấu nhau nhiều năm như vậy mà bọn hắn không chết, sao lại bỗng nhiên giết bọn họ đi? Ta nói cho ngươi biết, Trường Tôn Di và Mục Liên trạch chính là chết trên tay Thánh La Sát ở Điệp Mộng Nguyễn Cảnh, nói đúng hơi là chúng bẫy của ta. Người nghĩ xem Lữ Vô Song biến mất thế nào? Chẳng lẽ người chưa nghe nói Lữ Vô Song đưa Thánh La Sát đi? Nếu như Ngân Nhi đã quay về, chẳng lẽ người nghĩ rằng không có chuyện gì xảy ra? Ta nói cho người biết, Lữ Vô Song đã đứng về bên phía chúng ta rồi. Người nghĩ rằng vì sao Hầu Tử có thể làm ma giáo Thánh Tử? Người cho rằng Hầu Tử bị bắt vào Thánh Cảnh ô thường có thể vô duyên vô cớ ra tay cứu hắn người có biết nữ nhân đội nón lá bên cạnh nguyên sắc là ai không nữ nhân kia mất một con mắt con mắt đó là do ta ra lệnh cho người ở đại nguyên thánh địa lấy xuống đấy nghiêu hữu đạo đập tay lên mặt viên phương viên phương đầu óc của ngươi ngấm nước phải không ngươi nghĩ là mình ôm đùi nguyên sắc người nghĩ là chỉ cần trốn vào đại nguyên thánh địa thì ta không dám đánh chết ngươi sao dám cuốn vào chuyện này đó là chuyện mà ngươi có thể chơi sao dám che che lấp lấp trước mặt ta. Bỗng nhiên hắn bóc cầm viên cương, quát lên, ai cho ngươi lá gan đó. Lời nói liên tục nện xuống, mặc dù viên phương không tiêu hóa được, nhưng những thứ tiết lộ bên trong đã đủ làm cho hắn rung động. Tóm lại hắn hiểu rõ một đạo lý, dựa vào nguyên sắc cũng không an toàn như hắn tưởng tượng. Một tiếng giống cuối cùng dọa cho hắn run chân lên, bịch một tiếng quỳ xuống. Như hữu đạo đứng ở trên cao nhìn xuống, ngươi làm gì vậy, không phải người nghĩ là không ai biết mình đầu phục nguyên mập mạp rồi sao? Người nghĩ là người không nói thì không ai biết sao? Ngay từ đầu hắn không biết thật. Nếu không phải nhờ lữ vô song giải đáp thắc mắc, như hiếu đạo dù nghĩ nát đầu cũng không ngờ rằng đường đường là đại nguyên thánh tôn lại vì cái ăn mà chạy đến đây. Hai tay viên phương giật giật quần áo, cực kỳ sợ hãi nói: Đạo gia, ta không có cách nào khác, ta cũng không muốn, là do nguyên sắc ép ra, ta không thể từ chối được. Ta đang vì bảo tồn lực lượng mà. Nghiêu hữu đạo nói, đó là lý do ngươi vinh vang đắc ý với hồng nương sao. Ta, viên phương sắp khóc, đạo gia, ta sai rồi, ta bị ma quỷ ám ảnh. Đạo gia, có lẽ là do lúc đó ngài không ở đây, ta nghĩ là ngài không còn nữa, ngài thấy đấy, ngài vừa đi ra, ta lập tức khai nguyên sắc ra. Nghiêu hữu đạo nói, ta không thích nói chuyện với kẻ đang quỳ, viên cương lập tức bước lên, dùng tay túm chặt lỗ tai viên phương, trực tiếp kéo hắn đứng dậy, viên phương đau đến mức nhe răng trợn mắt che mặt. Nghiêu Hiếu Đạo đẩy tay viên cương ra, thuận tiện chọc sâu của viên phương, nói. Nếu vừa rồi ngươi không nhân cơ hội nói ra nguyên sắc, ta sẽ chẳng nói nhiều với ngươi. Nếu ngươi không khai ra nguyên sắc, không có sự cho phép của ta, ngươi cảm thấy mình có thể sống ra được khỏi Nam Châu sao? Ngươi cho rằng trong Nam Châu này ai là lớn nhất, nếu ta không cho phép, ngươi nghĩ là mình rời khỏi được Yến Quốc sao? Ngươi nghĩ rằng Yến Quốc này là địa bàn của ai? Đứng thẳng vào, tay hắn bỗng nhiên vỗ lên vai viên phương, làm cho viên phương cả kinh đứng thẳng người. Nghiêu hữu đạo bóp tay nói, nói đi, người đã nói gì với nguyên mập mạp rồi. Viên phương hoảng hốt lắc đầu, đạo ra, ta không nói gì hết, thật sự không nói gì. Nghiêu hữu đạo nói, chuyện ở tử kim động, người nghĩ ta không biết sao. Lão hùng, bệnh tật trên người người thế nào, ta có thể nói cho người biết, đó là ta không muốn so đo với ngươi, nhưng chuyện lớn thì không thể loa qua được. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, nếu muốn rời đi, ta cũng mong là nếu có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, sau này ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết, viên phương liên tục gật đầu, nhưng sau đó lại sững sờ, thử hỏi lại. Làm thế nào, Ngưu Hữu đạo nói, ta đã nói, nguyên mập mạp là do ta dẫn đến, mục đích là để ngươi đi đến bên cạnh hắn. Muốn đi thánh cảnh, ta cho phép ngươi đến đại nguyên thánh địa, ngươi đi theo hắn đi. Mặc kệ là ở nhân gian hay là ở thánh cảnh, cũng có thể là ở đại nguyên thánh địa, Người cần làm gì, sẽ có người liên lạc với ngươi." Viên Phương hiểu, đạo gia muốn mình đi làm nội ứng, hắn có chút sợ hãi, làm nội ứng bên người nguyên sắc, có nguy hiểm quá không? Nghiêu Hữu đạo biết hắn lo lắng cái gì, ngươi không phải sợ, hắn không biết ta còn sống, nếu mà biết, sẽ không để cho ngươi đi theo hắn. Ở bên sơn trang, ngươi đã tỏ sắc mặt với Hồng Nương, vậy thì cứ diễn tiếp đi, ngươi không ngu ngốc, ta biết ngươi hiểu ý của ta. Chương 2149, áp lực gia tăng mãnh liệt 2 vươn tay vỗ vỗ bả vai viên phương. Được rồi, người còn phải quay về làm việc, không thể ở đây lâu được, trở về đi, quay về từ từ suy nghĩ, chuyện tiếp theo Hồng Nương sẽ nói cho người biết. Nhớ lau máu trên mặt cho sạch sẽ, viên phương hoang mang lo sợ, còn chưa tỉnh táo lại, khúm núm rời đi. Đợi đến lúc hắn đi, viên cương xích lại gần như hữu đạo, nói. Đạo ra, ngài nói cho hắn biết nhiều bí mật như vậy, có phải quá nguy hiểm rồi không? Nghiêu hữu đạo hơi lắc đầu, nói, hầu tử, không thể tính toán nợ nần như ngươi được đối với chúng ta mà nói còn có gì nguy hiểm hơn tin tức ta còn sống chứ viên cương ngơ ngác một lúc sau đó hiểu ra trong nháy mắt đúng vậy đạo gia còn sống lại còn bại lộ với viên phương đó là nguy hiểm lớn nhất giết viên phương thì dễ nhưng bên phía nguyên sắc thì khó mà qua mặt được nếu viên phương bỗng nhiên mất tích muốn làm cho nguyên sắc không nghi ngờ cũng khó có lẽ toàn bộ mao lư sơn trang sẽ bị khống chế ngay lập tức sợ là ngay cả vương phủ cũng khó mà thoát được nếu như để cho đám người hồng nương rút lui thì sao nhưng có thể rút lui được sao nếu rút lui vậy thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai nói rõ bọn họ có vấn đề nếu như vậy thì sẽ bị điều tra nghiêm khắc xung quanh việc này có thể rút lui được một bộ phận nhỏ nhưng phần lớn người trong nam châu sẽ không chạy thoát được mao lư sơn trang xảy ra vấn đề từ kim động là chỗ dựa phía sau cũng sẽ không tránh được chuyện sẽ dần nghiêm trọng thêm bây giờ hắn đã hiểu được vì sao đạo gia không cho phép mình nhổ ngọn cỏ đầu tường viên phương này rồi một chuyện nhỏ kéo theo nhiều chuyện lớn đạo gia nghĩ sâu xa hơn mình nhiều nói cách khác chỉ cần có thể chấn áp được viên phương những bí mật khác đã không còn quan trọng lúc đi ra khỏi cửa hàng tâm trạng của viên phương còn chưa ổn định đến khi hắn chui vào xe ngựa hai vai đã suy sụp xuống mọi chuyện vừa rồi như trong mơ cũng dọa cho hắn hoảng sợ đạo gia vẫn là đạo gia ở mao lư sơn trang không ai làm được gì hắn ngay cả thánh cảnh cũng chẳng động đến được vậy mà đạo gia vẫn còn sống còn có viên cương nữa không phải là bị người ta đánh gãy một tay rồi bắt đi sao nhưng bây giờ nhìn thật khỏe mạnh vừa bị bắt vào thánh cảnh xong nay lại biến thành thánh tử ma giáo tất cả mọi chuyện càng nghĩ càng cảm thấy nước này sâu không lường được ít nhất có thể nói rõ đạo gia càng chơi càng lớn lớn đến mức vượt qua tưởng tượng của hắn ngay cả ở thánh cảnh cũng có thể giả chết thoát thân đã nói rõ vấn đề Nhân mã Nam Châu chiếm lĩnh thông đạo giữa Tần Quốc và Yến Quốc, thế lực khuếch trương mạnh mẽ dùng mắt thường có thể thấy được, triều đình Yến Quốc lại thở ơ, rất nhiều người ngạc nhiên nhưng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ai cũng nhìn ra được tác dụng của Hàn Quốc ở giữa, cũng đều cho rằng đó là nguyên nhân. Phía Hàn Quốc cũng nghĩ rằng chính mình phát huy tác dụng, nếu không thì triều đình Yến Quốc không có khả năng thở ơ, từ trước đó Yến Hoàng Thương Kiến Hùng không tiếc đưa nữ nhân mình yêu đi thì có thể thấy được. Bên ngoài nghĩ thế nào, thường triều tông mặc kệ, thương triều tông vừa khuếch trương thế lực vừa chiêu binh mãi mã một bên thì lam nhược đình đẩy ra chính sách mới sắp xếp thanh niên trai tráng vào quân tịch người được sắp vào quân tịch thì trở thành binh sĩ thương triều tông hành động này vậy mà ổn định được lòng người khắp nơi cũng tránh cho việc có kẻ kêu gọi thanh niên trai tráng đi gây chuyện càng chú trong làm nông dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục sinh cơ trên mảnh đất sinh sống những thanh niên được sắp xếp vào quân tịch này mục tiêu tạm thời không phải là tòng quân đánh trận mà là làm việc nhà nông cho tổ chức mặc dù Lam Nhược Đình chủ trì chính vụ, nhưng lại trực tiếp vứt bỏ giàn khung quan liêu các nơi. Lúc nguy cấp làm được việc phi thường, đặt nông nghiệp cho quân đội quản lý, dùng quân lệnh cương ép phổ biến. Mà vật tư và lương thực những năm này của Nam Châu cũng như nước chảy ra, dùng toàn lực ủng hộ khôi phục nông nghiệp. Bây giờ bỏ vốn là vì một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ. Đồng thời, Lam Nhược Đình còn ban ra nhiều chính sách giảm thuế cổ vũ cho thương nhân hoạt động, phát động lực lượng tăng thêm nhiều vật tư và tài lực để khôi phục nền kinh tế không tiếc lũng loạn đoạt quyền kinh doanh để làm mồi dụ, có thể nói là dùng nhiều biện pháp tân tiến. Thương Triều tông cũng chưa ngừng khống chế đại quân, nên dứt khoát trực tiếp chặt đứt nguồn cung cấp nhân mã cho triều đình, muốn éo triều đình rời khỏi lãnh địa tần quốc đã chiếm lĩnh, ý đồ chiếm đoạt lại khu vực. Hàn Quốc chú ý thấy biện pháp khôi phục nguyên khí của Nam Châu rất có tác dụng, dùng mèo vẽ hổ, học làm theo. Như Hữu Đạo ở trong sơn động lại vui không nổi, thế lực Thương Triều tông khuếch trương nhanh chóng chỉ là làm nền thôi, không phải là chuyện quan trọng việc lửa xém lông mày chính là bên phía phiêu miểu các. Theo tin tức mà Sa Như Lai đưa đến, còn có tình hình mà tai mắt của Lữ Vô Song cài trong phiêu miểu các truyền về, các phái đang dùng tất cả mọi thủ đoạn để điều tra chuyện kia, xử lý được một nửa thì bỗng nhiên bị Lục Thánh bóp lại. Từ mọi chuyện có thể thấy, ngay cả Lữ Vô Song và Thánh La Sát đã bắt đầu nổi lên, Lục Thánh cũng ý thức được, lúc này không phải là thời điểm thanh trừ nội bộ được. Vì để ổn định lòng người, mặc kệ các phái đốc tra điều tra ra cái gì, đều không quan trọng, tất cả đều được giấu đi không xử lý. Mà các phái đốc tra ở phiêu miêu các đã bị cách chức toàn diện, đưa về. Ngay cả người trong thánh cảnh cũng rút về các phái. nghiêm lập ở tử kim đồng đã trở về môn phái, các phái đốc tra bên cạnh nghiêm lập nhờ vậy mà thoát được một kiếp. Trên dưới phiêu miêu các nhẹ nhàng thở ra, không còn ngăn trở nữa. Chuyện vô lượng quả bị trộm đưa đến nội bộ phiêu miêu các kiểm tra đối chiếu sự thật, lập tức được đẩy nhanh tốc độ. Đồng thời phiêu miêu các cũng có kế hoạch kiểm tra đối với các phái áp lực của nghiêu hữu đạo gia tăng mãnh liệt một mặt là sắp không ổn định được hậu quả mặt khác là lục thánh tự mình tỏa trấn ở nhân gian buông lưới lúc thánh tự mình tỏa trấn để cân đối thế lực phiêu miểu các bù đắp cho nhau vứt bỏ các ngăn trở từ đó mang đến uy hiếp to lớn hiệu suất làm việc của phiêu miểu các cũng bỗng nhiên tăng mạnh hành động của các thành viên trong môn phái đều bị báo cáo lại cho thiên hạ tiền trang ở gần đó nếu như báo cáo sai lập tức sẽ có tai mắt của phiêu miểu các đi xác minh nếu như phát hiện không đúng người của phiêu miểu các chú ở các nơi lập tức đánh đến, yêu cầu giải thích rõ ràng. Tất cả tán tu trong thiên hạ không được tán loạn tứ phía, phải được thế lực môn phái gần đó quản chế, đồng thời môn phái phải phụ trách đối với tán tu. Kể từ đó, nguyên tòng bên người giả vô quần, cũng chính là trung tử cốc, không biết nên làm thế nào nữa, muốn chạy mà không thể chạy, nếu như chạy thì sẽ liên lụy đến giả vô quần. Trong sự bất đắc dĩ này, Nghiêu Hiếu Đạo cố gắng cân đối Thượng Thanh Tông, để cho Thượng Thanh Tông phụ trách Trung Cốc Tử, che chở hắn. Bây giờ hắn không nhịn được cảm thấy may mắn vì lúc trước giúp đỡ Thượng Thanh Tông một tay, nên để cho Thượng Thanh Tông giúp đỡ giả vô quần, nếu không như vậy, chắc chắn Trung Quốc tử sẽ bị lộ. Mà Nghiêu hữu Đạo cũng xử lý khá tốt chuyện bên này, bên ngoài thì Vương khiếu thuộc về thế lực tử kim động, tất nhiên là do tử kim động quản lý. Chỉ vì tránh đi tai mắt của phiêu miểu các trong tử kim động, những báo cáo này đã đủ làm cho cung lâm sách đau hết cả đầu óc. Nhưng hết lần này đến lần khác, nguyên sắc cứ ở Mao Lư Sơn Trang, làm cho Ngưu Hữu Đạo và Vân Cơ không thể về được, nên chuyện này trở thành vấn đề lớn, nếu như không quay về, cho dù là ai cũng sẽ bị nghi ngờ. Nếu như bị phiêu miểu các nghi ngờ, cưỡng chế tử kim động gọi người quay về, đến lúc đó Ngưu Hữu Đạo phải làm thế nào? Chẳng lẽ lại chết thêm lần nữa? Chương 2150, đi nước cờ hiểm. Người đau đầu không chỉ bên này, thiên hạ có không ít tu sĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu như bại lộ, có thể rõ hậu quả rồi đấy. Toàn bộ thế lực trong tối ngoài sáng của phiêu miểu các đều vận chuyển, số lượng kinh người, có thế nói là rất khủng bố. Cướp đoạt tỏa kỳ phi hành của thế lực khắp thiên hạ chỉ là bắt đầu, mục đích chính là chặt đứt năng lực phản ứng của các phe phái. Phương tiện di chuyển bị cắt đứt, nếu như phiêu miểu các xuất kích thì sẽ chiếm ưu thế về tốc độ. Nếu chiếm được ưu thế về tốc độ phản ứng thì cũng giống như chiếm ưu thế tuyệt đối vậy, những chuyện phía sau cũng sẽ đi trước một bước. Sau đó, Lục Thánh sẽ ép chặt lưới kiểm tra sự thật với nội bộ phiêu miểu các, xác nhận xem vô lượng quả có phải là do người bên trong trộm không, tiếp theo là các môn phái lớn, các thành viên của môn phái, cuối cùng là tu sĩ khắp thiên hạ. Hành động bây giờ của Lục Thánh chính là khống chế toàn diện tất cả tu sĩ trong thiên hạ, sau đó chuẩn bị cho việc phân biệt tu sĩ. Đi theo từng bước từng bước, kẻ có quỷ trong lòng thì tất nhiên sẽ chạy trốn, nếu như chạy, vậy thì dễ dàng tóm được cả tổ chức. Đi theo từng bước một, tất nhiên cũng dễ phát hiện ra mánh khóe, Tất nhiên nếu như người bên trong thánh cảnh không trộm, người phiêu miểu các không lấy, vậy thì tu sĩ trong nhân gian sẽ không có quan hệ được. Nếu cứ điều tra như vậy, vô lượng quả ở trong tay người nào, dù không có mục tiêu rõ rệt, nhưng cũng có thể xác định được phương hướng đại khái. Những người dùng vô lượng quả kia, chỉ cần loại bỏ phạm vi bên ngoài, bây giờ muốn giả chết thoát thân cũng không kịp nữa. Bây giờ dù kẻ nào chết, phiêu miểu các cũng có thể nhanh chóng kiểm tra đối chiếu sự thật, giả chết mà qua cửa được sao? Còn có Lục Thánh làm như vậy, cũng là nghĩ khả năng chặt đứt người trợ giúp ta và Thánh La Sát, những người điều đến đều bị ép quay về, đó là chứng minh tốt nhất. Lục Thánh hiểu rất rõ, phía sau chuyện ta và Thánh La Sát thoát thân chắc chắn sẽ có thế lực khác giúp đỡ, nếu như hành động của tu sĩ trong thiên hạ đều bị khống chế, chỉ cần bóp cho thế lực phía sau chúng ta không động đậy được, vậy thì hai kẻ đơn độc như ta và Thánh La Sát sẽ không còn là uy hiếp nữa. Trong động, Lữ Vô Song dùng lời nói êm tai phân tích tình hình trước mắt, nghiêu hiếu đạo ở bên cạnh trầm mặc hoàn toàn chính xác vì ứng phó với nguyên sắc mà có mấy trợ thủ được điều đến nhưng bây giờ bị lục thánh làm ra như vậy hắn không thể rút người về được nữa chỉ có thể nhìn ông trời chuyện phát triển đến mức này có cảm giác như dùng tảng đá đập chân mình vô lượng quả nở hoa sớm đã làm cho hắn rất bị động rồi mệt mỏi ứng phó sớm biết chuyện sẽ biến thành thế này hắn sẽ không phát ra vô lượng quả rồi lữ vô song phân tích từng chút một lục thánh tự mình ra tay cũng bí ẩn tạo thành uy hiếp to lớn cho nhân viên nội bộ phiêu miểu các ai cũng không dám làm loa qua việc này căn cứ vào lời nói của ngươi có thể kết luận được bây giờ ô thương đang ở hãm âm sơn của tề quốc mà nguyên sắc thì ở trước mặt chúng ta còn những người khác thì tạm thời không rõ vị trí sở dĩ lục thánh bí mật đi còn có nguyên nhân rất quan trọng đó là làm cho người khác không biết bọn họ ở đâu cũng có lực chấn nhiếp với những người dùng vô lượng quả đột phá đến nguyên anh kỳ bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ ngươi dám phái người tập kích tổng đàn thiên đô phong của phiêu miểu các không? Sáu người bọn họ đều tách ra, còn có một tầng ý nữa, đó là một khi phiêu miểu các tìm ra tu sĩ Nguyên Anh, vậy thì lập tức có thể đánh đến, bao gồm cả việc cuốn lấy ta và thánh la sát. Như hữu đạo thở dài, bây giờ mấy chuyện này là vấn đề quan trọng, nguyên sắc ăn và không đi ngược lại cũng thành chuyện lớn, ta và Vân Cơ không quay về Mao Lư Sơn Trang, cung lâm sách phụ trách báo cáo hành tung của chúng ta không thể sắp xếp được, lúc này mà giả chết hay mất tích thì thích hợp sao? Nhưng nếu quay về, tầng mặt nạ này của ta không muốn tháo cũng không được, hộ vệ bên cạnh nguyên sắc không thể nào mặc kệ không hỏi người luôn không lộ mặt như ta. Lữ vô song vươn tay lấy cục đá trên vách động, thật ra ngươi không cần phải khó xử như vậy, nếu như xảy ra vấn đề, để cho người tử kim động trốn đi là được, không phải ngươi đã chuẩn bị cho tình huống này rồi sao? Nghiêu Hữu đạo nói, chuyện này có chuẩn bị trước, nhưng tác dụng của nó là để ổn định lòng người, để cho mấy vị kia biết mình có đường lui, nếu không thì đã loạn thành một bầy rồi, ta đâu thể yên ổn ở đây. nhưng đó là hạ sách bất đắc dĩ, nếu như chạy, nam châu sẽ phải đối mặt với một tai kiếp lớn. lữ vô song nói, có vài lời có lẽ người không thích nghe, nhưng cứ yêu thương đám người thương triều tông của nam châu có ý nghĩa gì sao? một đám phàm phu tục tử, bọn họ không cho ngươi được cái gì, nếu cứ kéo dài thì chỉ làm cho ngươi thêm vướng víu. như hữu đạo chắp tay quay lưng về phía nàng, ý của ngươi là ta nên bỏ bọn họ. Ngươi biết mà, không phải là một vài người, mà là rất nhiều người sẽ chết. Lữ Vô Song không ngừng đào khoét, móc một cục đất nơi khác, giọng nói kèm theo ý cười. Trách trời thương dân, những người như ngươi thường lên chiến trường chém chém giết giết, người chết trong một trận đại chiến chẳng phải nhiều hơn đám người này nhiều, ngươi có quan tâm đến sao? Đợi đến lúc mây tan ra, chờ ngươi có tư cách xưng bá thiên hạ, muốn bao nhiêu cái thương triều tông mà chẳng được nếu như không đến bước đó, ngươi cứ do dự cũng chẳng bảo vệ nổi bọn họ. Cái gì nhẹ, cái nào nặng, ngươi là người thông minh, có lẽ biết nên chọn cái nào rồi đấy. Ngưu Hữu Đạo nói, ta làm mọi chuyện chẳng phải để xưng bá thiên hạ, ta chỉ muốn phá bỏ xiềng xích trên người mình, nên sẽ không tạo một xiềng xích mới áp đặt lên người khác. Ngươi không muốn, người khác muốn, ngươi không muốn còn không cho người khác muốn. Ngươi nghĩ thật đẹp, Lữ Vô Song lắc đầu, liếc nhìn viên đá tròn vừa đào ra, nói: ngươi nhìn qua không giống với viên cương nhưng thực ra bên trong lại cùng một loại người nghiêu hữu đạo không muốn kéo đến chuyện này binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết từng bước một điều quan trọng trước mắt là nguyên sắc cứ xem ảnh một ở chỗ này đây mới là việc lửa xém lông mày lữ vô song nói nếu hắn không đi với tình huống trước mắt thì ngươi phải làm thế nào nghiêu hữu đạo nói trước đó ngân cơ có hẹn lục thánh gặp mặt nhưng lục thánh vì chuyện của thánh la sát nên lỡ hẹn nếu như bây giờ ta để cho ngân cơ hẹn nguyên sắc ra với sự hiểu biết của ngươi với nguyên sắc hắn sẽ vì cuộc hẹn này mà rời đi không lữ vô song nói không chắc chắn chuyện này ta cũng không đoán trước được dù sao nguyên sắc cũng không chắc chắn ngân cơ còn sống hay không cho dù biết còn sống nguyên sắc cũng nghĩ trong chuyện này có vấn đề gì không trước đó lục thánh lỡ hẹn để chạy đi đối phó với thánh la sát thì đã có thể thấy được vấn đề nếu là ô thường có lẽ khả năng sẽ lớn hơn một chút nhưng đây cũng được xem là một cách có thể thử một chút nghiêu hữu đạo đi qua đi lại trong phòng như đang do dự điều gì cuối cùng dừng bước nói liên lụy đến sự sống chết của quá nhiều người chuyện cho đến bây giờ cũng chỉ có thể đi nước cờ hiểm nếu như xử lý ổn thỏa vậy thì có thể thay đổi toàn bộ tình hình rất nhiều phiền phức cũng được giải quyết dễ dàng lữ vô song không hiểu nói đi nước cờ hiểm nghiêu hữu đạo không giải thích nguyên nhân chỉ nói để cho người mà người trong thánh cảnh thả ra tiếng gió nói là vô lượng quả bị đốc vô hư trộm sau đó ta sẽ sắp xếp cho đốc vô hư giả vờ như bị phát hiện ra. Lữ vô song nói, ngươi làm vậy cũng không có tác dụng gì, cho dù Ngao Phong bị phát hiện, chỉ cần những người khác không làm được gì đốc vô hư, vậy thì mọi chuyện xem như là vô nghĩa, không thay đổi được tình hình trước mắt. Đương nhiên, có thể quấy nhiễu được vẫn hơn không làm gì, mong là sẽ có hiệu quả tốt. chương 2151, Đạo Tạc Che Mặt Nguyên Sắc một Nghiêu hữu Đạo nói, ta biết, nhưng không phải như ngươi nghĩ, đó không phải là một phương pháp bị đống, phải nghĩ ra biện pháp phản kích. Vậy là mọi chuyện được sắp xếp như thế. Mấy ngày sau, Ngân Cơ truyền tin đến cho Sa Như Lai, nguyên nhân đơn giản, vì lo lắng an toàn của La Phương Phỉ. Một bên là con gái, một bên là thê tử, không lo lắng cũng khó. Mặc dù Sa Như Lai nhắm vào La Thu, nhưng cũng không muốn tai họa La Như Phỉ. Kế hoạch này hoàn toàn khác biệt với kế hoạch hẹn ngũ thánh lúc xưa, Nghiêu Hiếu Đạo muốn làm cho Ngân Cơ lộ thân phận tộc trưởng hồ tộc cho Nguyên Sắc biết, như vậy thì chẳng khác nào đặt La Phương Phỉ vào nơi nguy hiểm. Như Hữu Đạo trả lời, Trần Thuật tình hình trước mắt, tỏ vẻ là không thể không làm vậy, mà Nguyên Sắc cũng sẽ không làm gì La Phương Phỉ, hắn đã sắp xếp nội ứng bên người Nguyên Sắc, sẽ nghĩ cách cứu La Phương Phỉ ra. Hơn nữa, Nguyên Sắc có thể quay về thánh cảnh hay không cũng không chắc chắn. Đại La Thánh Địa, trên giường có một đôi nam nữ ôm nhau ngủ tỉnh lại, La Phương Phỉ ngọt ngào, phát hiện trượng phu đối với nàng cực kỳ tốt, nàng rất hưởng thụ cảm giác này đứng lên rửa mặt, xa như lai cứ vậy mà đi, lần này đi tuần sát, sợ là phải rời đi mấy ngày. Hắn khống chế tỏa kỳ phi cầm bay lên không trung, xa như lai thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, thấy nữ nhân đang đứng trên sân thượng vẫy tay tạm biệt, nhìn không được quay đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một ngày mới lên, bên ngoài hoang trạch tử địa bao phủ một tầng xương mờ mịt. Một bóng người từ trên trời bay xuống, rơi vào đỉnh của một ngọn núi, người đến chính là nguyên sắc với cơ thể to mọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía, giống như đang cảnh giác, cũng đang chờ đợi. Ánh nắng buổi sáng chiếu dọi khắp đầm lầy, một mảnh đỏ rực thơ mộng, ánh nắng dạng rỡ chiếu lên váy bạc của ngân cơ, bay xuống trên đồng cỏ. Tay áo nàng đón gió bồng bềnh, nhìn về người trên đỉnh núi. Nguyên sắc trên núi cũng nhìn xuống đầm lầy, chợt lắc mình, đi đến trước mặt ngân cơ. Ngân cơ khẽ gật đầu, giọng nói uyển chuyển êm tai. Nguyên sắc, nhiều năm rồi không thấy. Nguyên sắc kinh ngạc, nhìn trên nhìn dưới đối phương, cuối cùng chật chật lắc đầu, nói ngân cơ thật đúng là ngươi vậy mà ngươi còn sống ha ha phong thái không thua gì năm xưa ngân cơ nói không sánh được với ngươi nguyên sắc xua tay đồng thời nhìn bốn phía thấy không có gì khác thường tò mò hỏi ngân cơ năm xưa ngươi bỗng nhiên mất tích la thu lại tuyên bố ngươi chết rồi đến cùng là có chuyện gì xảy ra ngân cơ hơi lặng yên chợt chu môi ô nàng phát ra một trận thét dài nguyên sắc bỗng nhiên cảnh giác nhìn bốn phía chỉ thấy trong đầm lầy có nhiều con yêu hồ chui ra hiện thân xung quanh bãi cỏ không khỏi trầm giọng hỏi chuyện gì vậy ngân cơ không phát ra tiếng kêu nữa thở dài không phải ngươi muốn biết nguyên nhân sao nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta là tộc trưởng hồ tộc bị la thu phát hiện sau đó la thu muốn giết ta diệt khẩu lúc đó ta bị thương nặng nên phải tu dưỡng đến bây giờ mới khôi phục lại được ngươi là tộc trưởng hồ tộc nguyên sắc giật mình không nhỏ có chút khó mà tin nổi, sau đó nhìn yêu hồ nhảy nhót bốn phía xung quanh đầm lầy. Ngân Cơ phất tay áo, giống như ra lệnh, một đám yêu hồ nhanh chóng trốn xuống đáy đầm lầy, biến mất trong nháy mắt. Tận mắt nhìn thấy năng lực triệu hồi yêu hồ của Ngân Cơ, một lúc lâu sau Nguyên Sắc vẫn không hồi phục tinh thần lại được, phu nhân của La Thu lại là một con hồ yêu. Thì ra nữ nhân này biến mất là do La Thu phát hiện ra chân tướng nên muốn diệt khẩu. Ánh mắt trốn tránh qua một bên, suy nghĩ một lúc lâu, Nguyên Sắc thử hỏi có lẽ ngươi biết lập trường của chúng ta khác với hồ tộc các ngươi, ngươi thân là tộc trưởng hồ tộc, ngay cả La Thu cũng không chịu buông tha cho ngươi, vậy mà ngươi lại liên lạc với ta, không biết muốn làm chuyện gì. Ngân cơ nói, có lẽ ngươi cũng biết hồ tộc muốn cái gì, hồ tộc ta muốn tự do, thế giới này vốn là thế giới của hồ tộc. Ta cũng biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi đưa ra đủ thành ý để cảm kết, sau khi thế lực nhân gian rời khỏi hồ tiên cảnh, hồ tộc ta sẽ giúp ngươi tranh đoạt thiên hạ. Nguyên sắc cười ha ha nói chỉ bằng hồ tộc các ngươi mà cũng muốn giúp ta tranh đoạt thiên hạ sao ngân cơ nói nếu thêm cả thánh la sát thì sao thánh la sát nụ cười trên mặt nguyên sắc thay đổi hắn nói thầm một câu hình như nhớ ra gì đó ngân cơ nói hồ tộc ta nghe được nhân loại các ngươi nói chuyện thánh la sát hiện thế mà thánh la sát lại không nghe theo các ngươi ta và nàng là bạn cũ với nhau lý do này có đủ không ánh mắt nguyên sắc lóe lên vì sao lại là ta trong số chúng ta vì sao ngươi lại chọn ta mà không phải là những người khác ngân cơ nói chọn ngươi tất nhiên là có nguyên nhân sau này ngươi sẽ biết nguyên sắc thử hỏi ngươi muốn thành ý thế nào ngân cơ nói vậy còn phải xem ngươi có thể đưa ra thành ý gì để cho hồ tộc ta tin tưởng nữa nguyên sắc cười ha ha nói cái này là làm khó ta rồi sợ rằng phải cho ta thời gian suy nghĩ thật tốt ngân cơ nói được vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời nếu nghĩ kỹ ngươi hãy đến đây Ta sẽ tự mình ra gặp mặt ngươi, cáo từ." Khoan đã, Nguyên Sắc vươn tay gọi người lại, Ngân Cơ dừng bước, nói: "Nghĩ kỹ nhanh như vậy sao?" Nguyên Sắc nói: "Thành ý của ngươi đâu?" Ngân Cơ nói: "Lúc nào ngươi đưa thành ý của ngươi ra, tất nhiên ta sẽ đưa thành ý ra trao đổi." Nguyên Sắc nói: "Nếu không thì như vậy đi, ngươi đi theo ta, chúng ta có thể thương lượng với nhau bất cứ lúc nào, không biết ý của ngươi thế nào." "Ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy." Ngân Cơ ném ra một câu nói sau đó lắc mình rời đi. Nguyên sắc hừ lạnh một tiếng, siêu một tiếng, hắn hóa thành một bóng đen bay theo, trong chốc lát đánh ra vô số trưởng ảnh oanh động. Ngân cơ ở trên không quay người, hai trưởng chống cự, nhưng lại bị trưởng ấn liên tiếp đánh phá phòng ngự, cả người nàng bị đánh bay ra ngoài, nhảy xuống đầm lầy muốn bỏ chạy. Muốn chạy, người chạy được sao, nguyên sắc hắc hắc cười, cả người như ngôi sao trổi đâm xuống mặt đất, làm cho bùn trong đầm lầy bắn lên tung tóe. hai bóng người một trước một sau chui vào trong sóng bùn, Bùn té lên còn chưa kịp rơi xuống, bỗng nhiên lại có một tiếng nổ vang lên, Nguyên Sắc phóng thẳng lên trời. Từ dưới bùn có một ánh sáng đỏ bay theo, tạo thành một con hỏa long mãnh liệt va chạm, uy thế kinh người. Nguyên Sắc xoay người nhảy xuống, đánh ra một trường, hỏa long bị nổ tung tạo thành vô số hỏa diễm. Hỏa diễm bắn tung tóe như mưa, từng đóa đâm thẳng vào nhau, ma sát với nhau tạo thành kiếm thiên hỏa, từng kiếm sắc bén từ bốn phương tám hướng bay đến. Nguyên Sắc hơi kinh hãi, cả người xoay tròn như máy xay gió. Trường ảnh đánh về bốn phương tám hướng như chút nước. Trong tiếng nổ ầm ầm, hỏa diễm tiêu thất trong hư không, trong không khí chỉ còn khí nóng quay cuồng. Nguyên Sắc Lơ lửng giữa không trung nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đầm lầy phía dưới, nụ cười trên mặt đã không còn nữa. Hắn biết thực lực của Ngân Cơ, vốn cho rằng chắc chắn 9 phần 10, ai ngờ lại có kẻ khác âm thầm ra tay ngăn cản, mà người kia lại có thực lực không yếu, giúp đỡ Ngân Cơ đào thoát. Vấn đề là hắn chưa bao giờ thấy ra hỏa thuật như vậy, đó là ai chứ? Bốn phía yên tĩnh, nguyên sắc biết mình không còn cơ hội, không thể tìm được ngân cơ nữa. Ngân cơ, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi đợi đấy, ta sẽ suy nghĩ kỹ điều kiện của ngươi, sau đó chúng ta sẽ gặp mặt sau. Nguyên sắc thi pháp hô to, giọng nói của hắn quanh quẩn bốn phía, sau đó cả người lóe lên, phá hư không rời đi. Ra tay thất thủ, làm như vậy một lần, lần sau người ta sẽ không tùy tiện hiện thân nữa. Ở trong động, sắc mặt nghiêu hiểu đạo khó nhìn, nguyên sắc đã mất tích, không biết mất tích từ lúc nào. chương 2152, Đạo tặc Che Mặt Nguyên Sắc 2 Thức ăn thường ngày đưa cho Nguyên Sắc vẫn giống y như thường, nhưng đến khi bên Mao Lư Sơn Trang phát hiện ra số lượng đồ ăn dư lại không đúng, bọn họ mới phát hiện ra được, quan sát tỉ mỉ mới biết Nguyên Sắc có khả năng không ở đây. Nếu như Nguyên Sắc không ở đây, vậy thì dùng ngân cơ làm mồi có hiệu quả, Nguyên Sắc đã quay về thánh cảnh. Nhưng vấn đề là đám tùy tùng Nguyên Phi lại không đi, còn ở Mao Lư Sơn Trang, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ có một mình Nguyên Sắc rời đi, sau đó hắn còn muốn quay về đây. Nói cách khác, kế hoạch dẫn dụ Nguyên Sắc rời đi đã thất bại. Lư Vô Song nói, lần này thì phiền phức rồi, nếu như hắn vẫn luôn ở đây, ngươi và Vân Cơ lại chậm chạp không quay về, bên phía Cung Lâm Sách sẽ không gánh được lâu nữa, thật sự không được, ngươi và Vân Cơ chỉ có thể mất tích ngoài ý muốn thôi. Cũng chỉ có thể mất tích ngay cả chết cũng không dám chết, dù chết cũng phải có thi thể để kiểm chứng, cũng chẳng thể chết mà hủy đi thi thể được. Hộ vệ bên cạnh nguyên sắc có tính cảnh giác rất cao, chết ở lúc này đã làm cho bọn họ nghi ngờ rồi, nếu như không tìm thấy được thi thể, nguyên sắc không tra được ra cung lâm sách mới là lạ đấy, nếu như cung lâm sách bị điều tra thì sẽ bị luộc tu vi ngay. Trong mắt nhiều hiểu đạo lộ ra ý lạnh, còn chưa đến mức đó, ta còn có chuẩn bị phía sau, ta muốn xem xem, cuối cùng hưu sẽ chết về tay ai. Ngay lúc này... Bên ngoài sơn động có một người bước vào, không phải ai xa lạ, chính là quản phương nghi, nàng vừa vào thì đã vội vàng báo cáo. Đạo gia, nguyên sắc đã quay về, nghiêu hữu đạo lập tức hỏi, có phát hiện ra điều gì khác thường không? Quản phương nghi nói, còn mang theo một người về, che mặt, không thấy rõ là ai, nhưng nghe các huynh đệ miêu tả, có lẽ là một nữ nhân. Nữ nhân, nghiêu hữu đạo hơi lặng yên, chợt thốt ra một cái tên. La phương phỉ, lữ vô song gật đầu, nói, đúng vậy, nguyên mập mạp trực tiếp bắt la phương phỉ đến đây mọi chuyện giống như trong dự đoán bên ngân cơ bị lộ ra chắc chắn nguyên sắc sẽ bắt la phương phỉ lại để thử áp chế ngân cơ nhưng bọn họ không ngờ rằng nguyên sắc lại dẫn người về đây nghiêu hữu đạo nói nếu thật là la phương phỉ có lẽ mấy ngày nữa sẽ có tin tức của thánh cảnh không nương ngươi lập tức trở về đặc biệt chú ý nhìn thử xem nguyên sắc nhốt người ở đâu vâng quản phương nghi lấy ra một sấp tình báo bên mao lư sơn trang thu thập được ra sau đó nhanh chóng rời đi. Không ngoài dự đoán, sau một ngày, Sa Như Lai đã đưa tin đến, trong đó có kèm theo tin tức ngân cơ gặp mặt nguyên sắc. Gặp mặt xem như là trong dự đoán, nhưng không ngờ nguyên sắc lại dám ra tay, may mà trước đó đã có chuẩn bị sẵn. Trong tin tức nói lên Sa Như Lai cực kỳ tức giận, nói nguyên sắc trực tiếp quay về đại nguyên thánh cảnh bắt La Phương phỉ đi, cũng mắng to nguyên sắc vô sỉ. Cướp người thì cướp người đi, vậy mà kẻ không biết xấu hổ nguyên sắc kia, còn che mặt lại giả làm đạo tặc, còn mặc một thân đồ đen. Nhưng nhìn cái dáng người, cộng thêm thực lực kia nữa, đồ đần cũng biết là kẻ nào, thiệt cho nguyên sắc còn có thể làm ra chuyện này được. Sa như lai tổng kết ra hai chữ, vô sỉ, nguyên sắc mặc áo đen che mặt, như hiểu đạo và lữ vô song không nhìn được hai mặt nhìn nhau, lại trợn tròn hai mắt, không khỏi nghi ngờ có phải người khác hay không. Vì sao nguyên sắc lại làm được ra chuyện sứt sẹo thế này chứ? Sa như lai còn nói, hắn đã đưa tin cho La Thu, đồng thời căn dặn như hiểu đạo, phải tuân thủ hứa hẹn đảm bảo an toàn cho la phương phỉ nói đi nói lại hình như còn lo lắng vì nguyên sắc rất thích mỹ nhân bên người hắn còn nuôi không ít nữ tử để mua vui nữa thật ra trước đó xa như lai không lo lắng như vậy nhưng thấy nguyên sắc che mặt để đến cướp người xem người khác như kẻ mua sao không biết hắn có ý gì quá dọa người đi mất toa như lại nhịn không được lo lắng nguyên sắc sẽ làm loạn với la phương phỉ nội dung trên thư làm cho nghiêu hữu đạo lo lắng hắn hỏi lữ vô song Dựa vào sự hiểu biết của ngươi với nguyên sắc, hắn có làm gì la phương phỉ không? Lữ vô song nói, không đến mức đó đâu. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của La Thu, nếu như chọc giận La Thu, nguyên sắc cũng không chịu nổi, dù sao hắn cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nhân bao giờ, không đến mức không biết cả chuyện đó. Nếu nói là giết La Phương phỉ còn được, chứ làm chuyện kia thì không đâu. La Thu cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, có lẽ hắn sẽ đến tìm nguyên sắc tính sổ. Như Hữu đạo nói thầm một tiếng, chợt quay đầu nói với Vân Cơ. Trả lời thư, nói làm theo kế hoạch ban đầu, đến địa điểm dự định bắt sư đồ quỷ y. Ngao Phong phải nhanh chóng đánh vào vô lương viên, phải phá hủy cây vô lượng quả. Mặt khác thì báo cho Hồng Nương và viên phương bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Khóe miệng lữ vô song hơi run rẩy, phát hiện vị này điên rồi, vì kế hoạch mà không tiếc phá hủy luôn cây vô lượng quả cuối cùng. Được, Vân Cơ đồng ý rời đi. Trong thành Nam Châu, một nam nhân mặc bộ quần áo màu xanh ngọc đi bộ vào thành, đi thẳng đến trước cửa Mạo Lư Sơn Trang. Đến trước cửa ra vào Sơn Trang, không thèm quan tâm gì hết, cứ vậy mà xông thẳng vào. Thủ vệ cánh cửa thấy vậy thì bước ra ngăn cản, lại bị lực lượng bàng bạc trên người khách đến thăm trấn cho ngã ngửa. Các thành viên phiêu miểu các thấy vậy thì hơi kinh hãi, vội vàng hét lên. Dừng tay, sau đó ngăn lại hành động mù quáng của các thủ vệ. Người đến không phải là ai xa lạ, chính là La Thu Thánh Tôn của Đại La Thánh Địa. La Thu không đổi sắc đi vào trong đình viện. Các thành viên phiểu Miêu Các muốn bước lên chào hỏi, nhưng còn chưa kịp nói ra tiếng chào, bùm. Đầu đã vỡ toang rơi xuống dưới chân La Thu. Điều này đã làm cho nội bộ Sơn Trang rối loạn, những thành viên Đại La Thánh Địa nhìn thấy La Thu đều kinh hãi, nhất là lúc thấy La Thu trực tiếp ra tay giết người, không ai dám lại gần, nhao nhao lùi lại. "Gọi Nguyên mập mạp cút ra đây gặp ta." La Thu quát lên, lúc này mới có người nhanh chóng chạy đi báo tin, chỉ chốc lát sau đã chạy trở về, chắp tay nói: tiên sinh ở bên trong, mời ngài vào. La Thu nghe lời đi theo, vào phía sau đình viện, trên bậc thang đi vào phòng, thân hình to mọng của nguyên sắc đang chắp tay chào hỏi. Lâu rồi mới gặp khách quý, siêu, La Thu lắc mình đến dưới mái hiên, đứng trước mặt nguyên sắc, lạnh lùng nói. Đừng nói nhảm, lập tức thả người ra, nguyên sắc cười ha ha nói, La Huynh, ta không hiểu những lời này của Huynh là có ý gì. La Thu trầm giọng nói, Ngươi cho rằng một con lợn bịt kín một miếng vải đen thì có thể đóng giả làm người sao? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay không thả? Nguyên sắc không hề giận, hắn vui tươi hớn hở xua xua tay, làm cho người bốn phía lùi xuống, cười như không cười nói. Biết là không lừa được người thông minh như La Huynh, nếu ta không thả người thì sao? La Thu nói, ngươi muốn khai chiến, nguyên sắc tươi cười, cười chân thành. Ta cũng không muốn khai chiến, ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi còn nhớ đến nữ nhân ngân cơ kia hay không? trong lòng la thu bỗng nhiên nổi lên sóng lớn nhưng ngoài mặt vẫn không biểu tình nhìn chằm chằm nguyên sắc một lúc ngươi muốn nói cái gì nguyên sắc không chơi trò bí hiểm với hắn nàng không chết hai ngày trước ta đã gặp nàng nữ nhi và nữ nhân không biết la huynh muốn giữ lại người nào la thu nói gặp được người chết nguyên mập mạp đầu người bị dầu rót vào cho choáng váng rồi sao nguyên sắc nói ta mặc kệ ngươi biết hay không biết ta tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia dùng thân phận tộc trưởng hồ tộc xuất hiện ở hoang trạch tử địa, nữ nhi này của ngươi đúng là có lai lịch không nhỏ đấy. La Huynh đúng là người có năng lực, vậy mà có thể làm cho cây vạn tuế nở hoa kết quả, nguyên mỗ thật sự rất bội phục, thật sự vinh hạnh khi nguyên mỗ được ngồi nói chuyện với La Huynh. chương 2153, Dương Cung Bạt Kiếm Nguyên mỗ bắt nữ nhi của Huynh không có ý gì khác, chỉ xin La Huynh tránh đi để không bị dính phải hiểm nghi. La Thu Nghiêm Nghị nói, miệng nói bậy nói bạ, người lập tức thả người ngay. Nguyên sắc vẫn không quan tâm đến hắn, tự quyết định. Hồ tộc, chúng ta phải diệt trừ bọn họ, cho dù không thể diệt hết toàn bộ hồ tộc, vậy thì ít nhất phải diệt hết đám dẫn đầu hồ tộc, nhưng quan hệ giữa La Huynh và nữ nhân kia không làm cho người khác yên lòng được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc trời không tệ bên ngoài, ta đã nói như vậy, con gái của Huynh có ích rất lớn cho việc chu diệt ngân cơ, có lẽ còn có giá trị lợi dụng khác. Bây giờ La Huynh lại đòi người, ta sẽ không cho, nếu như La Huynh muốn cướp đoạt trắng trợn, vậy thì xin mời, nếu thật sự dám dùng sức mạnh, vậy thì ta không thể không mời mấy vị khác đến tham gia vào chuyện này. Mấy người chúng ta liên thủ lại, có lẽ vẫn không làm được gì La Huynh, nhưng ta không tin Huynh có thể dẫn theo một người vướng bận nữa để chạy thoát thân khỏi tay chúng ta. Chắc La Huynh đã hiểu ý của ta rồi, nếu muốn bảo toàn nữ nhi, vậy thì để cho ta diệt trừ hồ nữ kia, nếu không Huynh chẳng gánh nổi con gái của mình nữa đâu. Chỉ cần La Huynh tránh đi tị hiềm, không can thiệp vào việc này, vậy thì ta sẽ đảm bảo với La huynh, ta sẽ không để lộ chuyện này với người khác. Đợi đến lúc giết chết hồ nữ kia, con gái yêu của huynh sẽ được trả về nguyên vẹn, tuyệt đối sẽ không chịu chút đau khổ nào, ta cũng không cần tranh chấp gì với La huynh vì chuyện này nữa. Nhưng nếu La huynh muốn phân cao thấp với ta, huynh cũng biết hậu quả rồi đấy, nếu như có người khác tham gia vào, con gái và nữ nhân, có lẽ huynh chẳng giữ nổi người nào. Ta nghĩ ta đã nói rõ ý của mình rồi nhỉ, muốn chọn lựa thế nào? ta cũng không thể ép buộc được, La Huynh xin tự nhiên. Nếu như phải dùng sức mạnh, Nguyên Mỗ sẽ tiếp đến cùng, nhưng mà ta cũng dám cam đoan, người này, Huynh không thể dẫn đi được, dù có đưa đi thì cũng chỉ đưa được thi thể ra ngoài. La Thu nói, ăn nói bậy bạ, ta không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Nguyên sắc cười ha ha nói, La Huynh, có hiểu hay không thì trong lòng Huynh tự biết, ta không đùa giỡn gì với La Huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng làm bậy. Mặc kệ ngoài miệng La Thu cứng rắn thế nào, nhưng thực tế là đã bị người ta nắm được điểm yếu cuối cùng giận dữ mà đến kìm nén lửa giận rời đi không thể làm gì cả đuổi được người đi nguyên sắc cười ha ha đưa mắt nhìn trải qua chuyện này hắn đã xác nhận được chắc chắn la thu cũng biết ngân cơ vẫn còn sống nếu không thì sao hắn có thể nhịn xuống mà rời đi được la thu rời đi cuối cùng nguyên phi cũng dám lộ diện trước đó nàng nói mình muốn phụ trách việc nhìn la phương phỉ chỉ là một nguyên nhân nhỏ quan trọng nhất là vì sợ hãi đạo lý rất đơn giản bên này bắt con gái của la thu rất có thể la thu sẽ ăn miếng trả miếng ra tay với tâm phúc của nguyên sắc nên nàng không thể không tránh đi hơn nữa trước khi la phương phỉ được thả ra thì nàng cũng phải thật cẩn thận mới được hắn cứ vậy mà đi sao nguyên phi cảm thấy ngoài ý muốn bắt la phương phỉ đến đây nàng rất sợ hãi vốn còn nghĩ rằng sẽ có một trận ác chiến xảy ra chứ con tin trong tay chúng ta hắn không dám làm loạn nguyên sắc vui tươi hớn hở nhưng thật ra hắn không hoàn toàn nói thật nguyên nhân thật sự chỉ có hắn biết rõ nhất lời nói của ngân cơ đúng làm hắn động tâm thật nhưng phương pháp nào để cho ngân cơ phối hợp làm việc tích cực nhất không phải đã có rồi sao con gái của ngân cơ chính là điểm yếu tốt nhất hơn nữa nguyên sắc cũng lo lắng một vấn đề khác đó là lần ra tay vội vàng ở hoàng trạch tử địa không biết có làm cho chuyện hỏng bét không nữa hắn sợ ngân cơ sẽ đi hợp tác với những người khác đây không phải điều mà hắn muốn nhìn thấy phải tránh đi bây giờ nguyên sắc bát con gái ngân cơ lại chắc chắn có thể làm cho ngân cơ kiêng kỵ phần nào. Đương nhiên, nếu thật sự yêu nữ kia vô tình, không quan tâm đến sự sống chết của con gái, vậy thì hắn phải tìm cách khác, nhưng dù thế nào đi nữa, nguyên sắc phải cố hết sức thử một lần. Nhưng nếu bắt con gái La Thu nữ thì cũng không phải việc nhỏ, chắc chắn La Thu sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng không thể lừa gạt được, người bình thường không thể nào tùy tiện đi vào Đại La Thánh địa bắt người được, mà hắn lại tự mình ra tay, sao có thể giấu được chứ? tất nhiên cũng biết La Thu sẽ tìm đến tận cửa. Những lời vừa rồi hắn nói với La Thu, không công bố chuyện này ra ngoài, giấu giếm giúp là thứ, còn cam kết là phương Phỉ an toàn, chỉ có một mục đích. Hắn không muốn làm cho những người khác biết bí mật này, nguyên sắc muốn một mình đọc chiếm bí mật trong tay, hắn muốn lặng lẽ hợp tác với ngân cơ, đồng thời cũng không muốn La Thu làm lớn chuyện này lên, phải ổn định được La Thu. Đây chính là lý do hắn bắt La Phương Phỉ đưa đến nơi này, đưa theo bên người, không cho La Thu có cơ hội cứu người đi tình hình của mao lư sơn trang nhanh chóng được truyền đến trong sơn động trong núi ngoài thành là la thu lữ vô song nghe xong miêu tả ngoại hình người đến sơn trang lập tức đoán ra đó là ai nghiêu hữu đạo khẽ gật đầu hắn đã gặp la thu nên vừa nghe là biết bắt la phương phỉ dẫn la thu đến đây cũng là chuyện trong dự đoán nhưng mà vậy mà không hề có dấu vết đánh nhau là thứ cứ như vậy mà rời đi xem ra chuyện ngân cơ và là phương phỉ đã trở thành nhược điểm trong tay nguyên sắc lữ vô song nói Ta nghĩ ta biết mục đích của nguyên mập mạp khi mang con tin theo bên người, rồi dẫn đến nơi này rồi, thủ đoạn dùng ngân cơ làm mồi nhử của ngươi đã thành công, nguyên mập mạp muốn hợp tác, lại muốn giữ quyền chủ động, hắn còn muốn ổn định La Thu để hắn không làm lớn chuyện khiến người khác nhưng tay vào. La Thu không biết chuyện nguyên mập mạp hợp tác với ngân cơ, chỉ sợ hắn đã bị nguyên mập mạp lừa gạt rồi. Hừ, Ngưu Hữu đạo cười lạnh một tiếng, trong một khu vực của kính thành Tống Quốc, trên một trang viện đã được tu sửa hoàn toàn, cũng là nơi đặt chân của tông môn Thượng Thanh Tông. Sau khi tông môn bàn bạc xong, trưởng lão Đường Tố Tố nhắc lại chuyện xưa. "Trưởng môn, ngày hôm trước báo cáo với Phiêu Miểu Các, nguyên tòng kia đến cùng là có thân phận gì, chúng ta hoàn toàn không biết, nếu như có chuyện gì xảy ra thì Thượng Thanh Tông chúng ta không chịu nổi trách nhiệm được, cần gì phải ôm chuyện báo cáo những người này cho Phiêu Miểu Các trong tay chứ?" Trưởng môn Đường Nghi bình tĩnh nói. "Không phải đã nói rồi sao, thân phận thật sự của nguyên tòng là Giản Sơn Nguyệt." Đường Tố Tố nói cho dù có phải là giản sơn nguyệt hay không, chúng ta cũng không nên ôm chuyện này vào người, trong kinh thành cốt bà môn phái, không đến lượt chúng ta đâu. La Nguyên Công thở dài, nói, không phải vì nể mặt mũi của giả vô quần sao, nếu giả vô quần đã có ý kia, Nguyên Tòng lại thêm cả ngụy đa, không phải thuận tiện hơn sao. Tô Phá cũng nói, đường trưởng lão, đều đã như vậy thì còn nói những thứ này làm gì nữa, chẳng lẽ bây giờ lại nói với phiêu miểu các là chúng ta mặc kệ sao. Đường Tố Tố thở dài, nói, sao ta lại có cảm giác thiên hạ này càng ngày càng không giống bình thường thân ở tu hành giới nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ gặp được lần dung chuyển thế này trong lòng luôn cảm thấy không nỡ thêm một qua là cảm thấy thiên hạ này làm sao càng ngày càng không được bình thường thân ở tu hành giới nhiều năm như vậy chưa bao giờ gặp như vậy dung chuyển qua trong lòng ta là càng ngày càng không nỡ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện những người còn lại đều im miệng không nói thật ra đâu chỉ nhìn mặt mũi của giả vô quần chuyện của nguyên tòng ngay cả Triệu Hùng ca đều đưa tin tức đến để cho bên này phối hợp. Chương 2154, thời cơ 1. Chuyện Triệu Hùng ca truyền tin, những người khác ở đây đều biết, chỉ giấu giếm mình Đường Tố Tố, bởi vì ai cũng biết quan hệ giữa Đường Tố Tố và Triệu Hùng ca, liên lụy đến mối hận chồng chết, con mất. Cũng bởi vì Triệu Hùng ca tham gia vào chuyện này, nên những người ở đây mới có cảm giác không đúng. Dựa vào mặt mũi của giả vô quần còn chưa đủ sao? Vậy mà Triệu Hùng ca còn liên tục dặn dò nữa giống như sợ lộ ra chỗ hở nào đó vậy nguyên tòng đi theo giả vô quần vậy thì phải sợ cái gì có chuyện gì không thể để cho phiêu miểu các biết được bọn họ đều có cảm giác chuyện này không đơn giản như bên ngoài nhất là trong lúc sóng to gió lớn thế này thế nào cũng làm cho người khác cảm thấy không ổn nhưng khi đối mặt với giả vô quần và triệu hùng ca đều mở miệng dặn dò thượng thanh tông không thể nào từ chối được nếu không thì bọn họ còn muốn đặt chân trên tống quốc này nữa không đại công tử nhận được hồi âm từ phía bên dược cốc không có vấn đề gì. Trong thư phòng, Thiệu Tam Tỉnh đi đến gần trường án, nhỏ giọng báo cáo một tiếng. Thiệu Bình Ba đang vùi đầu xử lý công văn, bỗng nhiên từ từ thả bút xuống trên bàn, sắc mặt ngưng trọng, thở dài. Bên kia nói Thánh La Sát giết trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch, còn nói Lữ Vô Song đã đền tội. Bây giờ Lữ Vô Song không chết, Thánh La Sát lại xuống nhân gian, Lữ Vô Song và Thánh La Sát cuốn lại với nhau. Bây giờ toàn bộ giới tu hành đều bị giới nghiêm, nhìn tình hình này sợ rằng lục thánh đã bắt đầu ra nặng tay đó là muốn phản kích thả lưới thu lưới mà bên kia lại muốn sư đồ quỷ y tự mình chui đầu vào lưới xem dáng vẻ này là không cam lòng chờ chết muốn phản kích gay gắt lão thiệu ta cảm thấy sắp tới đây tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng đao kiếm bấy đầy trời hai bên dương cung bạt kiếm giấu giếm vô số sát cơ không thể tránh khỏi khai chiến và giết chóc sợ rằng sẽ kéo ra màn giết chóc gió nổi mây phun mất thiệu tam tỉnh nói đại công tử cuộc diện lần này này quá lớn nếu chỉ dựa vào tài nguyên và lực lượng trên tay chúng ta, vậy thì không thể tham gia được, dù lo lắng cũng vô ích. Sắc mặt thiệu bình ba có chút phiền muộn, nói, bên chỗ sư đồ quỷ y đã không còn đường lui, chỉ có thể bị nắm mũi dắt đi, bây giờ lại ép sư đồ quỷ y tự chui đầu vào lưới, ta chỉ lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, rồi cuốn cả liễu nhĩ vào chuyện này. Chân tướng hai bên lộ ra, sẽ phải có người chết, không biết phải mất bao nhiêu mạng người mới phân chia được thắng bại, nếu nhuế liễu nhĩ bị lôi ra, ngươi và ta làm sao có thể thoát nổi chứ? Bây giờ chúng ta đã bị cuốn vào vòng xoáy, hoàn toàn không thể làm chủ được, sẽ biến thành quân cờ hay là con rơi, đều không do chính mình quyết định nữa. Lão thiệu, nói thật, ta có chút hối hận, thiệu tam tỉnh ảm đạm lầm bầm một câu, không có đường quay về, thiệu bình ba sầu thán, chỉ mong là giả vô thiệt sẽ không cho chúng ta thất vọng. Quan đạo đường núi, một chiếc xe ngựa bị cản ngừng, mang theo rủ xuống xa mũ rộng vành vô tướng ghim ngựa dừng lại xe, cảnh giác trước mặt một loạt người cản đường, lại bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng hậu phương toát ra người cắt đứt đường lui. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong xe vang lên giọng nói của quỷ y, một bóng người từ trong núi bay ra, nhảy lên trước xe ngựa, người này chính là Sa Như Lai. Một đám người vây quanh xe ngựa, từng người đều có thiên kiếm phù, một vô tướng được trang bị mười mấy tấm thiên kiếm phù. Sa Như Lai hờ hững nói, Hắc Ly, đi với ta một chuyến đi. Nhan bảo như ngồi trên một xe khác lo lắng không thôi, nàng đã từng đến bí cảnh thiên đô nên biết được xa như lai vị này chính là trưởng lệnh trước đây của phiêu miểu các người như vậy mà tự mình đến đây điều này làm cho nàng âm thầm kinh hãi màn xe được nhấc lên quỷ y thò đầu ra xem thấy mình bị xa như lai ngăn lại không nhịn được khẽ giật mình xa như lai từng đi qua dược cốc nên hắn cũng nhận ra vì vậy hắn chui ra khỏi xe đứng trên càng xe chắp tay nói toa tiên sinh tiểu lão nhân tự nhận mình chưa làm chuyện gì không biết tòa tiên sinh chặn đường của ta lại để làm gì. Trong buồng xe, vô tâm và quách mạn nhìn chiến trận bên ngoài. Xa như lai hờ hững nói, Hắc Ly, người sẽ biết lý do là gì sau, bây giờ chỉ cần đi theo ta, đừng hỏi nhiều, cứ ngoan ngoãn phối hợp thì không có việc gì hết. Hắn phất tay ra hiệu, nhanh chóng có vài con tỏa kỹ phi cầm bay đến, xoay quanh trên không trung. Thế lực nhân gian không có tư cách sử dụng phi cầm làm tỏa kỹ, nhưng hắn lại không có vấn đề gì. Trong lòng quỷ y thở dài, từ lúc nhận được lệnh của Lam Minh, hắn đã biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại bị Sa Như Lai ngăn lại. Lệnh của Lam Minh cực kỳ rõ ràng, mặc kệ chuyến đi này hắn có rơi vào tay ai, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, quỷ y đã được dặn dò kỹ. Lúc lấy xuống con mắt kia của Nguyên Phi, hắn còn suy nghĩ ý tứ của kẻ sau màn, đợi đến lúc bị ép buộc ám chỉ cho Nguyên Phi cấy ghép mắt mới là phương pháp tốt nhất, sau đó lại chậm chạp không cấy ghép cho Nguyên Phi quỷ y đã phát hiện ra có người trong bóng tối đang nhắm vào nguyên sắc bây giờ đến lượt xa như lai tự mình ra tay ngay cả đại la thánh địa cũng bị cuốn vào cộng thêm lệnh mà mình nhận được quỷ y ý thức được rằng sợ rằng có một số người đã bắt đầu ra tay với nguyên sắc nhưng hắn có thể làm gì cái gì cũng không dám để lộ ra được nếu ở trình độ nào đó mà nói có lẽ khi nguyên sắc chết đi sư đồ bọn họ mới hoàn toàn giải thoát được nếu không bị nguyên sắc biết hậu quả có thể nghĩ được rồi đấy nếu gặp phải người khác còn tốt như vậy chưa chắc hắn đã quan tâm nhưng xa như lai đã tự mình ra tay quỷ y không có lựa chọn nào khác cũng không dám không theo đành phải chào hỏi một tiếng sau đó ngoan ngoãn đợi lệnh người trên càng xe nhảy xuống dưới vô tâm và quét mạn cũng chui ra khỏi buồng xe khuôn mặt vô tâm ảm đạm cũng không nói hối hận gì đó vì muốn giúp hiệu liễu nhi hắn sẽ không hối hận nhưng bây giờ vô tâm đã nhìn ra cũng giống như sư phụ đã nói có một số chuyện sư đồ bọn họ không thể trêu chọc được, nó không hề đơn giản như trong tưởng tượng, nếu như bị cuốn vào thì sẽ không có đường lui. Vô tâm biết mình ngây thơ, mình chết đi cũng không có gì đáng tiếc, nhưng lại liên lụy đến sư phụ. Không thiếu một ai, nhóm 5 người quỷ y bị mấy con tỏa kỹ phi cầm bắt đi. Ngao phong, vô lượng viên, đại trận phòng hộ của nó không ngăn được người đến đây nữa, thành viên của lục đại thánh địa liên thủ với nhau, thậm chí dùng thiên kiếm phủ nổ tung, cũng không ngăn được những người bên ngoài bay thẳng đến mục tiêu trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng vô lượng quả thụ được mấy đời người bảo vệ gốc vô lượng quả thụ duy nhất trong thánh cảnh đã ngã xuống thành viên bảo vệ vô hư thánh địa gào lên đầy đau xót ngao phong ngạo nghễ đứng nhìn xung quanh trong lòng dâng lên sự sảng khoái khác thường cánh cửa này áp chế hơn nửa đời người nơi mang đến nhục nhã cho hắn lúc thất thế bây giờ đã bị hắn tự tay phá hủy ngao phong hận không thể thét dài một tiếng để phát tiết ra hơn người thiên kiếm cương ảnh đánh đến ngao phong vung tay quét ngang vô lượng quả thụ ngã trên mặt đất trong tiếng cạch cạch vang vọng lá cây và mảnh gỗ vụn bay khắp nơi như tuyết ngao phong hóa thành hư ảnh bay thẳng lên trời biến mất khỏi tầm mắt của mọi người giết chết một số người nhưng không hề tàn sát nhưng những kẻ từng đắc tội hắn chỉ cần ở đây ngao phong sẽ không buông tha cho bọn họ ân oán rõ ràng đuổi không kịp mà cũng không dám đuổi nhìn thấy vô lượng quả thụ biến thành mảnh vụn tất cả mọi người đều trợn tròn mắt ngụy dã là người từng đứng trông cửa cùng với ngao phong hắn kinh ngạc nhìn về phía ngao phong biết mất cũng thấy được ánh mắt và nụ cười trước lúc Ngao Phong rời đi, cũng cảm nhận được bá khí và sung sướng của hắn. chương 2155, thời cược 2. Ngao Phong bỗng nhiên ra tay, trực tiếp phá hủy vô lượng viên, cũng hủy mất gốc vô lượng quả thụ duy nhất trong thánh cảnh, làm cho toàn bộ thánh cảnh đều chấn kinh, cho dù đốc vô hư muốn giấu giếm chuyện này đi cũng không giấu nổi được nữa. Dưới ánh trăng sáng trưng, Mao lư sơn trang, nguyên sắc thành thơi nằm trên ghế ngắm trăng. Nguyên Phi đi đến bên cạnh, nói, Bên ngoài có lời đồn rằng vô lượng quả do Đốc Vô Hư trộm mất, bây giờ Ngao Phong lại ra tay làm bậy, tiên sinh không đến tìm Đốc Vô Hư đòi câu trả lời sao?" Nguyên Sắc cười ha ha nói, "Nếu thật là do Đốc Vô Hư làm, sao hắn lại để cho Ngao Phong công khai làm bậy như vậy chứ?" Nguyên Phi nói, "Chẳng lẽ cứ vậy rồi xem như xong?" Nguyên Sắc nói, "Câu trả lời thì chắc chắn là muốn, ta không đi, người khác cũng sẽ đi, ta tự có tính toán riêng." Bên phía La Thu kia, người nhìn chằm chằm cho ta thật sự là hắn có tính toán khác nguyên sắc có chuyện quan trọng hơn phải đi làm với thực lực của thánh la sát nếu liên thủ với hắn cũng có khả năng dần dần chu sát ngũ thánh khác đến lúc đó thì đốc vô hư có trộm vô lượng quả hay không thì đã chẳng quan trọng nữa bây giờ nguyên sắc cũng không dám tùy tiện rời khỏi la phương phỉ nàng ta là nhược điểm để hắn ổn định la thu cũng là điểm yếu để bóp chặt ngân cơ không thể sai sót được lúc này hắn còn phải quan sát thái độ của la thu nữa xác nhận rằng la thu không dám hành động thiếu suy nghĩ như vậy hắn mới cưỡng ép con tin đi tìm ngân cơ được. Đã bố trí tai mắt tạm thời gần chỗ La Thu, nếu có động tính thì sẽ truyền tin đến đây ngay. Nguyên Phi trả lời, Nguyên sắc hài lòng, Nguyên Phi ngẩng đầu ngắm trăng, trong lòng phiền muộn, vô lượng quả thụ đã bị phá hủy, một gốc vô lượng quả thụ duy nhất đã bị hủy đi rồi. Nguyên sắc từng nhìn thấy ánh mắt kia của nàng, lúc đó đã đồng ý với Nguyên Phi, nếu như không tìm được đôi mắt thích hợp để cấy ghép, đợi 60 năm sau vô lượng quả thành thục, sẽ tranh thủ một quả vô lượng quả cho nàng. Đối với lời hứa này, nàng không hy vọng quá lớn vào nó, nhưng vẫn có một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng bây giờ nó đã tan thành mây khói mất rồi. Thân là một nữ nhân, lại là nữ nhân có dáng vẻ không tệ, không ai muốn là độc nhãn long cả đời cả, nữ nhân đều thích trưng diện, nhất là người xinh đẹp, họ càng quan tâm đến túi da của mình. Phát hiện được sự trầm mặc của nguyên phi, hình như nguyên sắc đã đoán được suy nghĩ của nàng, thở dài nói: "Ái phi yên tâm, thiên hạ này có nhiều người như thế, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp." Đợi chuyện trước mắt này xong xuôi, ta sẽ tự mình thúc giục Hắc nhanh chóng tìm ra. Cao vút lên trời nghênh đón mặt trời lên, phía đối diện vách núi có một hồ nước, đối diện hồ nước chính là Kinh Thành Hàn Quốc. Trong động phủ, La Thu đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa. Lão nhân tần độ của Đại La Thánh Địa bước vào bên trong, bẩm báo. Thánh Tôn, tòa tiên sinh đến đây, nói muốn gặp ngài. Chuyện ngân cơ lần trước, trần độ làm không tệ, vì vậy lần đi này, La Thu đưa hắn đi theo làm tùy tùng bên người nghe được lời bẩm báo la thu chậm rãi mở mắt ra ừ tần độ lập tức quay người rời đi một lúc sau sa như lai bước nhanh đi vào đi đến trước mặt la thu chắp tay hành lễ bái kiến sư tôn la thu ngồi xếp bằng trên bệ đá lạnh lùng nhìn hắn ai kêu ngươi đến đây sa như lai có vẻ như không yên lòng nhưng vẫn nhắm mắt lại nói sư tôn phương phỉ bị nguyên sắc bắt đi đệ tử la thu đánh gãy lời nói của hắn ta tự có tính toán riêng không cần ngươi nhúng tay vào chuyện này. Bây giờ trong thánh cảnh nổi sóng lớn, ta ra lệnh cho huynh đệ các ngươi giữ nhà, không có lệnh của ta, ai kêu ngươi tự tiện nghe ngóng tung tích của ta. Ngươi đến đây muốn làm gì? Sa như lai quỳ xuống, nói, phương phỉ bị bắt, đệ tử không thể bỏ làm tròn trách nhiệm của trượng phu, đệ tử có tội. La Thu nói, nguyên sắc tự mình ra tay, cho dù ngươi ở đó cũng không ngăn được, ta nói rồi, ngươi không cần tự trách mình chẳng lẽ lời nói của ta không có trọng lượng gì nữa sao? Sa như lai quỳ giải thích, đệ tử không dám, nhưng nguyên sắc không phải là thứ tốt lành gì, hắn yêu thích nữ sắc, phương phỉ lại rơi vào tay hắn, đệ tử ăn ngủ không yên, nếu kéo dài một ngày thì đệ tử bị dày vò thêm một ngày, sư phụ, đệ tử nhịn không nổi nữa, mặc kệ thế nào, đệ tử sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cứu phương phỉ ra. La Thu nói, người suy nghĩ nhiều quá, nguyên sắc có háo sắc thì cũng không dám làm loạn với phương phỉ, chỉ cần ta còn sống, có cho hắn cũng không dám làm vậy. Được rồi, ta đã thấy được tình cảm của ngươi và phương phỉ, ta sẽ xử lý chuyện này, ngươi không cần hỏi gì nữa, quay về đi. Có một số chuyện liên lụy đến bí mật, hắn không mong là người khác sẽ biết được, bao gồm cả Sa Như Lai, nhất là con gái hắn, La Thu không mong rằng La Phương Phỉ biết được thân thế của mình. Nói cách khác, nếu không phải như vậy, hắn đã chẳng phải kiêng rè gì, trực tiếp ra tay cướp người lúc gặp nguyên sắc. Sa Như Lai ngẩng đầu cầu xin Sư tôn, ngài để cho đệ tử thử một lần đi, đệ tử đã ra tay bắt sư đồ quỷ y lại, nếu bây giờ bắt đệ tử thu tay thì thật không cam tâm. Tình cảm vợ chồng còn đó, cho dù nói thế nào đi nữa, phương phỉ cũng là thê tử của đệ tử, nếu đệ tử khoanh tay đứng nhìn, sau này còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, khác nào làm trò cười cho kẻ khác. Ánh mắt la thu hơi né tránh, những lời khác hắn chỉ nghe qua, nhưng lại để ý đến một câu trong đó, hỏi lại. Người bắt sư đồ quỷ y làm gì? sắc mặt xa như lai cực kỳ tức giận, nói, đệ tử không biết vì sao nguyên sắc lại bắt phương phỉ, nhưng hắn dám làm mồng một, đệ tử sẽ làm mười lăm. Hắn dám ra tay với phương phỉ, ta sẽ ra tay với người của hắn. Nguyên sắc cần một con mắt để cấy ghép cho tâm phúc nguyên phi của hắn, mà với sắc đẹp của nguyên phi, chắc chắn sẽ không chịu nổi khi trên người có khuyết tật, đệ tử bí mật bắt đi sư đồ quỷ y. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, đệ tử đã tìm được cơ hội để cứu phương phỉ ra rồi. La Thu không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp, lúc trước hắn còn nghĩ bắt Nguyên Phi để trao đổi người, nhưng Nguyên Sắc lại giữ một nhược điểm khác trong tay, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình, nên La Thu xem thường biện pháp này của Sa Như Lai, cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm vậy. Hắn nhàn nhạt hỏi, cơ hội gì, Sa Như Lai nói, đệ tử hỏi quỷ y xong mới biết, lúc trước Nguyên Sắc móc mắt Nguyên Phi ra để cấy ghép không phải là việc làm tùy tiện. Thuật pháp cấy ghép này không phải cứ dùng mắt của ai cũng được, phải có độ xứng đôi cao mới có thể dung hợp hoàn toàn, trước khi chọn nguyên phi sư đồ quỷ y từng tìm kiếm mục tiêu thích hợp cấy ghép trong phạm vi lớn nhưng khó mà tìm thấy được mà sau này đến đại nguyên thánh đại tìm kiếm kết quả phát hiện con mắt của nguyên phi phù hợp nên nguyên phi dù không tình nguyện cũng phải dâng ra một con mắt bây giờ nguyên phi cũng đang thúc hục quỷ y tìm kiếm con mắt thích hợp cho nàng nhưng sư đồ quỷ y đã rơi vào tay đệ tử nếu nguyên phi muốn khôi phục lại con mắt vậy thì không dùng quỷ y trong tay đệ tử thì không được la thu nói ngươi muốn dùng cái này để áp chế nguyên phi Ngươi cảm thấy Nguyên phi có thể đồng ý được sao? Nàng không có lá gan đó. Sa Như Lai nói, có lẽ Sư tôn còn không biết, theo lời của Quỷ Y nói, ánh mắt xứng đôi nhất để cấy ghép cho Nguyên phi chính là con mắt của nàng được cấy ghép trong mắt của Nguyên Sắc kia, chỉ có mắt của mình thì mới có thể làm cho đôi mắt của nàng ta khôi phục như lúc đầu, trong thiên hạ này không có con mắt nào hoàn mỹ hơn nữa. Trước đó Quỷ Y không có cách nào tìm được con mắt thích hợp cho nàng, Nguyên phi đã từng phân phó cho dược cốc và Quỷ Y, chuyện này tự mình Nguyên phi hiểu được chương 2156, Bần Tăng cũng rất bất ngờ. Sư Tôn, Ngài không thể xem thường sự truy tìm cái đẹp của nữ nhân được, đó chính là cơ hội mà chúng ta có thể lợi dụng được. Là Thu ngoài ý muốn, không ngờ rằng lại được đồ đệ mình đào ra trong lần ngoài ý muốn này. Chuyện nguyên sắc tìm quỷ y để chữa mắt, ai trong ngũ thánh cũng biết rõ chuyện này, nhưng người ta đã trị khỏi, nên không ai quan tâm đến nữa, nhưng không ngờ phía sau chuyện này lại ẩn giấu một nhân quả ảo diệu như vậy con mắt thích hợp nhất với nguyên phi chính là con mắt của nàng có gì sai sao không sai, đây mới thật sự là điều đúng đắn là thứ vuốt râu suy nghĩ trong lòng nhìn không được khen ngợi tuyệt vời ánh mắt hắn nhìn lên khuôn mặt tha thiết của xa như lai thật sự không ngờ rằng đồ đệ mình vội vàng cứu vợ nên đánh bậy đánh bạ biết được bí mật này sợ rằng ngay cả nguyên sắc cũng không ngờ rằng con mắt của nguyên phi cho đi rồi còn có thể cấy về được hơi suy nghĩ một lúc la thu không đuổi đệ tử trở về nữa nguyên sắc biết việc này không Sa Như Lai nói, nếu đệ tử xem việc này là một cơ hội, tất nhiên cũng đã hỏi quỷ y rồi. Quỷ y nói, nguyên sắc chữa lành mắt xong hoàn toàn không hỏi quá chuyện này, chỉ dặn dò quỷ y nhanh chóng tìm ra mắt thích hợp để cấy ghép cho Nguyên Phi. Nhưng đến lúc Nguyên Phi đến dược cốc tìm hắn, mới nhắc đến chuyện này. Sư Tôn, chắc chắn Nguyên Phi sẽ không tự mình nói với nguyên sắc chuyện này đâu. La Thu liên tục vuốt sâu, trên mặt như đang suy tư cái gì, từ tốn nói. Có một số việc dù nữ nhân kia dám làm thật, nhưng phải là nàng ta muốn làm mới được, tốt nhất là có thể gặp mặt khuyên, nhưng theo tình hình trước mắt, bên kia đã đề phòng chúng ta rồi, muốn thuyết phục nữ nhân kia không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta phải bàn bạc kỹ chuyện này, xa như Lai nói, sư tôn, việc này không khó, đệ tử đã có tính toán rồi. Bên người nguyên sắc có tai mắt của đệ tử, đệ tử có thể nghĩ biện pháp để hắn dụ nguyên phi ra ngoài, mà sư đồ quỷ y ở trên tay chúng ta, năng quan tâm thì sẽ loạn. Sư đồ tại chúng ta trên tay, quan tâm sẽ bị loạn, không sợ đưa nàng dụ không ra. La Thù bỗng nhiên hít mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Người sắp xếp người ở bên cạnh nguyên sắc, bên cạnh nguyên sắc mà để cho người tùy tiện sắp xếp người vào. Vì sao ta không biết chuyện này, chuyện lớn như vậy, vì sao đến bây giờ ngươi mới báo? Sa như lai vội nói, sư tôn hiểu lầm rồi, cũng không phải là đệ tử cố ý sắp người đến bên cạnh nguyên sắc, mà do lần này nguyên sắc bỗng nhiên đến Mao lưu Sơn Trang, hắn tự mình đụng vào người của đệ tử. La Thu nói, trong Mao Lư Sơn Trang có người của ngươi. Sa Như Lai nói, đúng vậy, năm xưa, lúc đệ tử còn đang chấp trưởng phiêu miểu các, chủ trì chuyện bí cảnh thiên đô, như Hữu đạo phạm tội xong thì đến nịnh nọt đệ tử, từng lấy một phần phối phương cất rượu ra cho đệ tử. Sau đó đệ tử thử sử dụng nhưng lại cảm thấy không đúng, nên tiện đường sai vương tôn tìm người phụ trách trưng cất rượu trong Mao Lư Sơn Trang, người này tên là Viên Phương, là một con kim vương hùng yêu, hóa thành hòa thượng, Trường quản cái gọi là Nam Sơn Tự, trong Mao Lư Sơn Trang, hắn chẳng những phụ trách việc trưng rượu, mà còn phụ trách toàn bộ ẩm thực trong Mao Lư Sơn Trang từ xưa đến nay. Vốn dĩ đệ tử cho Vương Tôn tìm Viên Phương để sửa lại phương pháp trưng rượu, nhưng không ngờ sau khi Viên Phương biết được lại lịch của Vương Tôn, lại chủ động đầu nhập vào, muốn làm người của phiêu miểu các. Nếu hắn đã chủ động muốn làm tai mắt, vậy nên đệ tử cũng không từ chối. Nhưng sau khi điều tra người này, đệ tử phát hiện hắn làm người không đáng tin, Yêu tăng này trời sinh là cỏ đầu tường, hơn nữa hắn chỉ làm đôi ba việc vặt trong Mao Lư Sơn Trang, không tiếp xúc gì đến bí mật Hạch Tâm, nên đệ tử không dùng đến hắn, cũng quên luôn sự tồn tại của người này, không sắp xếp hắn vào danh sách người phiêu miểu các. Lần này nguyên sắc vào ở trong Mao Lư Sơn Trang, lại bắt cóc Phương Phỉ về đó, lúc đó đệ tử mới nhớ đến người này, nghĩ muốn biết tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, nên đệ tử mới bắt đầu dùng hắn. Đệ tử liên lạc với Viên Phương, đầu tiên là tìm hiểu tình hình trong Mao Lư Sơn Trang, sau đó mới biết tên yêu tăng này được nguyên sắc nhìn chúng. Sa Như Lai kể lại theo lời của Ngưu Hữu Đạo bên kia cung cấp cho hắn. Sau khi nghe xong La Thu có chút im lặng, hắn đoán giống như suy đoán của Lữ Vô Song, nghe một chút là đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao nguyên sắc lại chọn Mao Lư Sơn Trang làm nơi dừng chân, bởi vì ở đó có đồ ăn ngon. La Thu ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng dậy, đi xuống khỏi bệ đá, hỏi. Hắn được nguyên sắc nhìn chúng, còn có thể tin được nữa sao? Sa Như Lai nói hắn hoàn toàn không hiểu được các mối quan hệ giữa thánh cảnh và phiêu miểu các, lúc ta liên hệ với hắn, hỏi cái gì, hắn trả lời cái đó. Đợi sau khi hỏi xong mọi việc, đệ tử cót nhắc nhở hắn một chút đạo lý, còn nói rằng nếu nguyên sắc biết hắn là người của ta, hắn nghĩ rằng nguyên sắc còn tin hắn nữa sao? La Thu hiểu rõ, hắn khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, như đang suy nghĩ điều gì. Sa Như Lai tiếp tục nói, sư tôn, chỉ cần Nguyên Phi nói ra vị trí cụ thể của Phương Phỉ là được, chỉ cần có vị trí cụ thể nhân dịp nguyên sắc không có chuẩn bị dùng thực lực của sư tôn chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế dễ dàng cướp phương phỉ về đây miễn cho chúng ta phải lo lắng cho con tin cướp người la thu dừng bước việc này hoàn toàn không phải là vấn đề cướp được con tin hay không mà là cái chuôi bị nguyên sắc bắt được trong tay nếu không lúc đến mao lư sơn trang sao hắn không ra tay luôn chứ nhưng có một số chuyện la thu không thể nói cho tên đồ đệ này biết được suy nghĩ kỹ càng trong mắt La Thu lóe lên sát ý khó phát hiện nhàn nhạt nói ta tự có tính toán ngươi chỉ cần phối hợp là được vâng đệ tử Tuân mệnh Sa Như Lai thở phào nhẹ nhõm bên trong bí quật ngoài thành Nam Châu nghiêu Hữu đạo nhận được tin tức của Sa Như Lai gửi đến hắn đọc xong thì hừ lạnh một tiếng nếu La Thu dám cướp người sao lại chờ đến bây giờ chứ hắn thuận tay đưa lá thư qua cho Lữ Vô Song ở bên cạnh xem bây giờ đã trực tiếp giao thủ với Lục Thánh Niu Hữu Đạo cần lữ Vô Song ở bên cạnh vì thời nhắc nhở, bổ sung để tránh cho việc không sắp xếp chặt chẽ mọi chuyện. Lữ Vô Song đọc xong tin tức, bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, hỏi: "Tin này do ai gửi? Sa Như Lai, Sa Như Lai là người của ngươi? Phần thư này có nội dung không tầm thường, mặc dù không đề tên người gửi lên đó, nhưng nhìn nội dung bên trong, không khó nhận ra người nào đã gửi lá thư này." Nhiều Hữu Đạo từ chối cho ý kiến, không thừa nhận cũng không phủ nhận trên thực tế thì thái độ này chẳng khác gì thừa nhận. Lữ vô song rất muốn hỏi hỏi hắn, sao lại cấu kết được với Sa Như Lai, nhưng nghĩ kỹ lại, hỏi được hay không cũng không quan trọng. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra cũng có thể dựa vào logic để tìm ra quan hệ, ngân cơ không chết, ngân cơ có quan hệ với, mà con gái của ngân cơ là thê tử của Sa Như Lai. Đem lục thánh bên người đệ tử thân truyền đều cho thẩm thấu. Nhấn xuống trong lòng giật mình, nàng lại đem mật tín nhìn khắp, cuối cùng thở dài, La Thu khẳng định coi là xa như lai không biết ngân cơ sự tình. Như vậy ngàn năm một thuở sơ hở đưa tới cửa, cứu nữ nhi đã không thỏa mãn được La Thu khẩu vị, La Thu đây là động sát cơ, đã muốn cứu nữ nhi, cũng muốn tiện thể diệt trừ nguyên sắc, vừa vặn lại có thể đem ngân cơ sự tình cho diệt khẩu. Như hiểu đạo khẽ gật đầu, sát chiều này ấp ủ đến bây giờ, kỳ thật cũng không thành thục, bất quá nếu là La Thu xuất thủ, hỏa hầu tính chất lại không giống với lúc trước, bản thân của hắn tồn tại cũng đủ để đền bù sát chiêu này không thành thục. chương 2157, ba bên giao thoạc một. Tóm lại lần này mặc kệ kết quả như thế nào, mặc kệ La Thu có thể hay không diệt trừ nguyên sắc, sau đó nguyên sắc đều khó có khả năng tiếp tục ở tại nhà tranh biệt viện, đem nguyên sắc cho giày vò đi, trước mắt chúng ta không thể quay về phiền phức cũng liền giải quyết. Lữ vô song nói, ta cũng nhắc ngươi đừng vui mừng quá sớm, như hữu đạo A một tiếng, xin nghe cao kiến, Lữ vô song nói, Ta phải nhắc nhở ngươi, có lẽ theo La Thu, xử lý nguyên sắc còn quan trọng hơn cứu con gái nhiều. Đối với La Thu mà nói, xử lý nguyên sắc là điều quan trọng nhất, cứu con gái mới là tiện tay. Ngươi muốn đảm bảo La Phương phỉ an toàn, chỉ sợ phải cẩn thận thêm một chút mới được. Chỉ sợ La Thu chưa chắc đã ra tay cứu La Phương phỉ trong lúc mấu chốt. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ không ăn nói được với bên phía ngân cơ đâu. Nhiêu hữu đạo trầm mặc, trong phòng bếp Mao Lư Sơn Trang, các hòa thượng đang ngồi nhóm củi đốt lửa, khóe mắt liếc thấy bóng người đi từ bên ngoài vào, chợt lên tiếng nói. Chủ trì, hình như nhan bảo như là đệ nhất cao thủ của đan bảng đấy. Viên phương đang kiểm tra phòng bếp lập tức căng thẳng đáy lòng, hắn biết câu này của hòa thượng nhóm lửa chính là một ám hiệu, đó là một kế hoạch mà quản phương nghi tự mình nói cho hắn chấp hành. Viên phương hít sâu một hơi, sau đó mới vui cười hớn hở nói tiếp. Cái gì mà đệ nhất cao thủ đan bảng, nhớ năm xưa đạo gia còn sống, chẳng phải nhan bảo như đã bị đạo gia ép cho đào mệnh trốn đông trốn tây sao. Hát, tiếc quá, đạo gia không có mệnh tốt, nếu có thể gắng được đến bây giờ. Nghe nói các thành viên của tử kim động đi đốc cha thánh cảnh đã quay về rồi. Nguyên Phi vẫn đội nón lá đi đến trước cửa phòng bếp, nghe được những lời nói bên trong, nàng cất bước đi vào. Cô cô, một đám hòa thượng tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ bái kiến. Nguyên Phi xua tay, ra hiệu mọi người làm việc của chính mình, sau đó lại gần viên phương, cúi đầu nói một câu. Người đi ra ngoài này một chút. Vâng, viên phương lập tức khéo léo đi theo phía sau nàng. Ra khỏi phòng bếp, hai người đứng ở trong một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp. Nguyên Phi quay người hỏi. Người biết nhan bảo như không? Viên phương gật đầu, nói. Biết, trước đây có gặp qua một lần. Hình như bây giờ là cao thủ đệ nhất đan bảng. Vừa rồi đi mua nguyên liệu nấu ăn, bần tăng còn nhìn thấy nàng. Nguyên Phi đang muốn vì sao Viên Phương lại nhắc đến Nhan Bảo Như, nghe được lời hắn nói, lúc này mới hỏi ngươi gặp được nàng trong phủ thành nam châu sao viên phương nói đúng vậy bần tăng cũng rất bất ngờ bần tăng còn cố ý làm cho xe ngựa đi chậm muốn nhìn một chút xem nàng muốn làm gì cuối cùng thấy nàng đi ra đi vào các nhà tiệm thuốc hình như muốn đi dạo hết tất cả tiệm thuốc trong thành vậy đoán là bây giờ còn đi tìm tiệm thuốc đấy nghe được tiệm thuốc nguyên phi đã tin mấy phần hỏi tiếp ngươi không nhận nhầm người chứ viên phương nói bần tăng cũng nghĩ là mình nhìn nhầm trước đây nàng ăn mặc rất đẹp đẽ nhưng bây giờ lại mặc vải thô, nhưng gương mặt kia thật sự quá đẹp mắt, Bần tăng có ấn tượng rất sâu, tuyệt đối sẽ không nhớ nhầm. "Cô cô, ngài sao vậy, chẳng lẽ ngài cũng biết nàng?" Nguyên Phi nói, "Ngươi nói nhiều lời vô dụng như vậy làm gì, đi làm việc ngay đi, nếu làm sai khẩu vị của tiên sinh, ta sẽ cho ngươi biết tay." "Đúng đúng đúng." Viên Phương tranh thủ thời gian khom lưng cúi đầu cáo lui, hắn quay người lại, hai gò má co quắp một chút ngay cả chính hắn cũng không biết quản phương nghi bắt hắn nói ra những lời này là có ý gì quản phương nghi còn nói đó là ý của đạo gia không nhắc đến đạo gia còn tốt nhắc đến đạo gia hắn cũng có chút nơm nớp lo sợ trước đây có trưởng tôn di mục liên trạch còn có lữ vô song mà trước mắt thì nguyên sắc còn ở chỗ này lại còn làm cho mình nói ra những lời khó giải thích được muốn làm gì chứ nguyên phi vốn nghĩ đến nhà bếp xem một chút cũng quay người rời đi nàng đi vào đình viện gọi một người đại nguyên thánh địa đến đây nói nhỏ một lúc Người kia gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi Mao Lư Sơn Trang, đi đến đầu đường. Ba người không chạy loạn một cách mù quáng, đầu tiên là chạy đến thiên hạ tiền trang, hai người đứng ở bên ngoài, người còn lại trực tiếp tìm được trưởng quỹ tiền trang. Trong toàn bộ phủ thành Nam Châu có bao nhiêu tiệm thuốc? Cả lớn cả bé có tổng cộng 11 nhà, có vị trí cụ thể không? Có, trưởng quỹ tiền trang nhanh chóng lật ra bản đồ tường thành, dùng bút tìm kiếm trên bản đồ, hắn hiểu rất rõ phủ thành Nam Châu này, nên hạ bút rất dứt khoát, nhanh chóng đánh dấu vị trí của 11 tiệm thuốc trong thành. Người kia cầm bản đồ lên, sau đó mượn người mấy người có thể tin được từ trưởng quỹ, đi đến các tiệm thuốc để tìm người. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được mục tiêu trong miệng của một tiệm thuốc. Nhan bảo như mặc bộ vải thô bình thường như người dân trong thành, nàng đang nói chuyện với trưởng quỹ của tiệm thuốc. Sau khi tiểu nhị đóng gói tất cả dược liệu mua trong tiệm, đưa cho khách, mời khách kiểm tra lại. Nhan bảo như ngồi xổm ở dưới đất, hai tay mở miệng túi ra kiểm tra, sau đó thỏa mãn gật đầu nàng móc ra ba viên kim tệ đưa cho trưởng quỹ tỏ vẻ không cần thối lại trưởng quỹ liên tục cảm ơn phân phó tiểu nhị giúp đỡ xếp túi lên xe ngựa trước khi lên xe sa phu gật nhẹ đầu với nàng ánh mắt của nhan bảo như nhìn trái nhìn phải không chút hoang mang bước lên xe chui vào trong buồng xe sa phu quất roi ngựa để cho xe ngựa không nhanh không chậm lên đường bọn họ không đi đến những tiệm thuốc khác nữa mà đi thẳng đến cửa thành xe ngựa vừa ra khỏi một lối đi lập tức nhận được tin có ba tên đại nguyên thánh địa đi ra khỏi mao lư sơn trang theo dõi bọn họ người của tiền trang đã được phái quay về ba người tự mình đi theo sau xe ngựa thật ra ba người này không biết rằng từ lúc mình ra khỏi mao lư sơn trang đã bị người khác theo dõi mười mấy trợ thủ mời ra từ tiền trang cũng bị trông coi từ lúc bắt đầu khi bọn họ phát hiện ra nhan bảo như đám người theo dõi phía sau cũng biết rằng bọn họ đã phát hiện ra nhan bảo như người lập ra ván cờ này không phải là người bình thường hắn có thể bố trí một ván cờ thật lớn mà mấy người bị theo dõi này không tính là gì cả. Người theo dõi phát hiện xe ngựa muốn ra khỏi thành, lập tức có một người tách ra nhanh chóng chạy về hướng khác, không lâu sau đã có một chiếc xe ngựa đứng chờ ở phía trước, hai người theo dõi cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó chui vào xe ngựa. Xe ngựa của Nhan Bảo như ra khỏi thành thì bắt đầu chạy nhanh, xe ngựa phía sau cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Trong xe, Nhan Bảo Như trầm mặc, nàng chỉ biết mình đang làm việc theo lệnh của Sa Như Lai, nhưng không biết mục đích để làm gì cũng không biết mình bị cuốn vào đâu, chỉ có cảm giác không đúng. Nhưng nàng không có lựa chọn khác, đối mặt với cường giả như xa như lai, cho dù nàng có là đệ nhất đan bảng thì cũng chẳng là gì hết, ngay cả sư đồ quỷ y cũng không làm trái được, vậy nàng phải làm thế nào chứ? Sau khi chạy xa hơn cửa thành 20 dặm, xe ngựa quẹo vào một con đường thôn, đi về thôn trang phía trước. Xe ngựa phía sau không theo vào thôn, sợ làm cho mục tiêu cảnh giác, nhưng ba người thì nhanh chóng lóe ra, trốn vào trong rừng núi, bọn họ tiềm hành trong rừng, mượn nhờ cây cối che giấu hành tung, tiếp tục theo dõi xe ngựa của Nhan Bảo Như. Xe ngựa không đi đến nơi nào khác nữa, mục đích của nó là đến thôn trang trước mặt, vào thôn thì ngừng bên ngoài một đình viện của một nhà nông khá lớn. Cửa viện mở ra, Nhan Bảo Như xuống xe chào hỏi một tiếng, sau đó vô tướng đội mũ rộng vành có rèm che đi ra, giúp đỡ sách từng túi thuốc xuống. Mà ở cửa tiểu viện, có một chiếc bàn được đặt ở đó, quỷ y hắc ly tự mình ngồi khám bệnh, chẩn đoán cho các thôn dân đang xếp hàng, vô tâm ở bên cạnh làm việc vặt. chương 2158, ba bên giao thoa hai nhan bảo như và vô tướng sách các túi thuốc đi vào trong nhà. Cái gì gọi là thân bất do kỳ, trong lòng ba sư đồ cảm nhận được sâu sắc, ở chỗ này giả vờ giả Việt chính là thân bất do kỳ đấy. Đi đến một cách quỷ dị, làm việc quỷ dị, trong lòng bất an, tâm thần bất định. Bên phía Mao Lư Sơn Trang có người quay về, trực tiếp tìm Nguyên Phi, đứng bẩm báo dưới một gốc cây. Đã tìm được người, mục tiêu ở ngoài thành sư đồ quỷ y cũng ở đó hắn kể rõ ràng tình hình nhìn thấy căn cứ việc tìm hiểu từ miệng các thôn dân hình như quỷ y đi đường tắt đến nơi này cứ chờ trước đã nguyên phi xua tay nàng lui về sau cuối cùng cũng rơi vào trầm mặc trước đó nghe được tên nhan bảo như nàng đã cảm thấy kỳ lạ không phải nhan bảo như đi theo sư đồ quỷ y sao vì sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ sư đồ quỷ y cũng ở chỗ này ngược lại nàng đã nhận được tin tức từ trước Biết quỷ y đã rời khỏi dược cốc, mà có chuyện Nguyên phi cần quan tâm, nên nàng luôn chú ý tình huống của sư đồ quỷ y ở dược cốc. Vì để xem xét tình hình, Nguyên phi phái người điều tra, cuối cùng phát hiện đúng là vậy, có nhan bảo như ở đây, sư đồ quỷ y cũng ở trong Nam Châu này, vậy mà bọn họ đi đến trong thôn xem bệnh sao? Không lo tìm kiếm đồ vật mà nàng muốn, chạy đến chỗ này khám cái quỷ gì vậy? Bây giờ tạm thời nàng không thể làm gì cả, đợi đến lúc Nguyên sắc ăn cơm xong, sau đó sắp xếp tốt mọi thứ. Nguyên Phi mới chui vào một chiếc xe ngựa. Đánh xe là người quay về báo tin, bọn họ rời khỏi Mao Lư Sơn Trang từ cửa sau. Trong một lầu các, quản Phương Nghi đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm qua khe cửa, tận mắt nhìn thấy xe ngựa rời đi, nàng thở phào nhẹ nhõm, tính toán của đạo gia đã thành công, nhưng ở một trình độ nào đó mà nói thì việc này không phải do đạo gia bố trí. Trước mắt, trong toàn bộ Mao Lư Sơn Trang này, chỉ sợ quản Phương Nghi nàng là người duy nhất biết toàn bộ tình hình. Nguyên Sắc bắt La Phương phỉ tạo ra một ván cờ, giống như có mưu đồ không nhỏ. Mà chuyện trước mắt là ván cờ mà La Thu tạo ra, chỗ đó cũng không hề đơn giản. Mà phía sau đạo gia cũng tạo ra một ván cờ, cũng không phải là dạng ăn chay. Chỉ là Nguyên Sắc và La Thu không biết ván cờ của nhau, mà đạo gia lại là người tác động lên bố cục của cả ba người, thậm chí còn biết rõ quân cờ của cả ba ván cờ khác nhau. Ba bên, người đến ta đi, đều đang bày ra âm mưu, Nguyên Sắc xem La Thu là quân cờ của mình la thu cũng xem nguyên sắc ở trong bàn cờ mà đạo gia lại là người điều khiển cả ba thế cục nhìn chung tất cả nguyên sắc và la thu đều đứng ngoài sáng chịu thiệt thòi còn đạo gia thì đứng sau màn không bị ai để mắt đến xem như đang đi trước một bước mao lư sơn trang nho nhỏ này một góc nhỏ trong phủ thành nam châu nhìn qua như rất bình tĩnh nhưng dưới đáy ngầm lại sóng to gió lớn phía sau sự bình lặng là vòng xoáy hung hiểm giống như có thể thôn vệ tất cả mọi thứ nếu như có chuyện không may gì xảy ra mặc kệ là người phương nào, đều bị chơi chết không toàn thây. Nhưng trong ba nhà, chẳng có nhà nào hiền lành cả, mặc kệ hiểm ác cỡ nào, nếu đã dính lên chuyện này, chắc chắn sẽ trở thành thư hùng. Quản phương nghi may mắn mình là người biết chuyện, nếu không đã bị thủ đoạn của ba bên đùa cho hoa cả mắt rồi, nếu đổi lại là nàng, dù đối mặt với nhà nào cũng không thể chịu đựng nổi, chắc chắn sẽ bị chơi chết lúc nào không hay. Trên thực tế thì bây giờ nàng chỉ biết được vài thứ đại khái, bởi vì không thường xuyên ở bên cạnh như hữu đạo, nên không rõ lắm ba nhà đang chơi trò gì, chỉ biết rằng bây giờ mình đang làm một quân cờ trong ván cờ âm thầm giao tranh của ba nhà. Vương Phủ Sát bên cạnh chiếm đoạt địa bàn chiến lược rộng lớn, quản phương nghi có thể thấy rõ được, Vương Phủ Sát phách nhìn như đang nằm trong chiến lược lớn, mà trong Mao Lư Sơn Trang nho nhỏ nhìn qua như bình thường này, thật ra có một trận chiến âm thầm đang diễn ra, ngay cả Vương Phủ cũng không thể so sánh được. Ba bên giao thoa, giao phòng ở chỗ này, mặc kệ ai bị thua, đều phải góp vào rất nhiều mạng người, nhưng nàng đã có thể cảm nhận thời gian biết được thắng hay thua không còn xa nữa ra khỏi lầu các quản phương nhi có vẻ như nhàn hạ thoải mái nhưng thật ra nàng phải nhanh chóng truyền tin đi bên phía đạo gia phải biết rõ sự thay đổi của ván cờ này